Mi này, cái chị bà Mỹ Mỹ này, bà ấy mua ba ba hộp khẩu trang mà sao nó không chốt đơn ta? Này ném nó bên ngoài trời. Bảo nó mua được ly cà phê về nhà nó uống gần hết luôn, xong nó đi đưa cái bật điện này uống gần hết luôn. Hello, em chào mọi người nha. Tự nhiên nó ngửa lên trời vậy trời. Chị Mimi ơi, em đang nói chị này, sao em thấy có ba cái hộp khẩu trang của bé mà nhân viên nó không chốt đơn cho chị, không biết là do chị xả hay như thế nào vậy? Rồi em thấy chị chuyển rồi, em thấy chị chuyển rồi, nhưng mà ý là em thấy có ba hộp khẩu trang của bé mà thấy nhân viên nó không bỏ vào đơn cho chị, không biết là do chị xả hay là như nào thì em không biết, nhưng mà sao tự nhiên em thấy có ba hộp khẩu trang của bé bên ngoài. Còn nếu mà nhân viên nó chưa bỏ vào cho chị thì chị bảo nhân viên nó bỏ vào cho chị cho. Ủa mới chốt mà, sao kỳ vậy? Hay là lấy hai lần trời? Vậy chắc là lấy hai lần đó chị ơi, chắc là do lấy hai lần nên là nhân viên nó bỏ ra. Con Mi nó bỏ ra mà đâu phải anh bỏ ra đâu. Con bé này nó làm cái gì mà ví dụ trùng màu hay như thế nào là nó bỏ ra luôn. Con bé này nó rất là dễ nói luôn. Em nói là nhiều khi nó còn cẩn thận hơn em luôn đấy các chị, nhiều khi con bé này nó còn cẩn thận hơn em ấy. Thì hôm nào nó đang ít hôm nữa, khoảng chừng nửa tháng nữa thì em sẽ cho nó lên live thay em mọi người ạ. Em sẽ cho nó lên live thay em. Buổi trưa sẽ để cho con bé nó like, còn buổi tối là em like. Chắc chốt rồi, chốt nữa. Chắc là vậy ạ. Nhưng mà có rồi là ok rồi. Chị chốt đơn một cái cho em. Em không biết nữa chị ơi, nếu mà chốt đơn cho chị mà không có thì nếu mà chốt đơn cho chị không có thì chị nói bé nó bỏ vào trong đơn cho chị dùm em cái nhá, chứ còn em không có chốt đơn em không biết mọi người ạ. Rồi mọi người vào like cho em xin nút chia sẻ nào. Thả tim thả like lên dùm em với các chị nhá. Chia sẻ like, thả tim thả like lên dùm em với. Trưa ngày hôm nay lên cả giày dép và cả quần áo cho chị luôn. Hôm qua không lên được quần áo, hôm nay lên cả giày dép và quần áo cho mọi người. Rồi bác nào chưa chia sẻ like chim nhấn chia sẻ thả tim thả like lên dùm em. Chia sẻ thả tim thả like. Hello chị Kiều Nguyễn nha. Chị nào mà hôm qua mà các chị chưa săn được dép ý, thì trưa nay các chị vào săn dép tiếp dùm em nhé. Tại vì có nhiều mẫu em chưa có lên hàng đâu mọi người ạ. Nó còn rất là nhiều mẫu em chưa có lên hàng luôn. Rồi chấm chấm lên dùm em với mọi nhá. Chấm chấm lên dùm em với. Cái này là hôm qua em tặng cho mọi người đầu like, nhưng mà thành ra là hôm qua thành ra một mình em làm không có kịp. Các chị comment rất là nhiều luôn, chứ em thì em không có tiếc với mọi người cái gì đâu. Các chị comment rất là nhiều luôn, nhưng mà em chỉ có chốt được cho khoảng chừng mấy chục chị thôi. Và hôm nay em tặng tiếp cho mọi người nha. Nó có 3 hình cho em các chị ơi, nó có 3 kiểu cho em nhưng không chọn kiểu đâu. Đó. Cái này dùm em là một này, không nói tên thương hiệu nha, mất công, nói tên thương hiệu mất công. Chữ này này, nói lên mất công, nick của em nó bị nó quét mất nick không dám nói. Rồi, đây các chị nhìn cho em này. Đây nha mọi người nhá, đây nhìn cho em này. Có nghĩa là nó có 3 màu ấy, nhưng mà mình không chọn màu dùm em, cho chị chọn theo size. Đó, đẹp vô cùng, em tặng mỗi chị đôi 19.000 đầu like nhá. 19.000 đồng một đôi đầu like cho em. Không có chọn màu chọn mè gì đâu, nên là kỷ niệm đầu like cho mọi người. Chị mới nhận ba đơn rồi, vải đẹp lắm. Em cảm ơn chị Huyền Trần Bùi Thị nhiều nha. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Đây mọi người ơi, em tặng cho mỗi chị đôi giá 19.000 đầu like cho mọi người nha. 19.000 đồng một đôi. Mình chỉ là không chọn màu thì dép này xịn lắm mọi người. Dép này xịn vô cùng luôn mà, cái này đi lên chân bao êm chân luôn, hàng xịn lắm mọi người. Nó điều là em tặng đầu like cho mọi người thôi, nhưng mà để em kiểm soát size không đủ size đâu. Giày có chị ơi mà giày. Ê cái này còn đủ size này mọi người. Cái này còn đủ size, tại vì hôm qua là do là đơn một cũng có xả ra nữa mọi người. Nhiều lắm các chị ơi. Em tặng nhiều lắm. Mỗi chị đôi cho em với giá là 19.000 nhá, để em kiểm size đã cho nó chắc ăn đã. Không mất công lại rối loạn lại giống ngày hôm qua các chị chửi em chết. Này tặng cho chị nào chia sẻ nhá. Bác nào không chia sẻ livestream em không có tặng đâu mọi người. Chia sẻ like thả tim thả like lên dùm em. 19k đợi em xíu. Minh Hồ chia sẻ like lên dùm em với. Nhắn tin chưa thấy trả lời. Ui dồi, nó còn đang chốt đơn chưa xong rồi các chị ạ. Bé nó còn đang chốt đơn chưa xong, nó vẫn còn đơn, tại vì hôm qua nhiều đơn lắm. Hôm qua chị chốt giày dép nhiều mà giày dép chốt lâu. Ê các chị ơi,
bỏ size 36 giùm em nhá. Bỏ size 36 giùm em, đa còn 37, 38 và 39 thôi. Nhưng 39 cho em chỉ còn có 1, 2 đôi thôi. Còn đa số là còn 37 và 38. Em cũng nói rõ như vậy tại vì cái này em không còn đủ size đâu ha. À, xem bao lượt chia sẻ rồi. Ui dồi ôi các chị ơi, hẳn 45 lượt chia sẻ nữa. Mọi người chia sẻ livestream nhiều thế, bây giờ là gần 50 chị em xem live được mà. 45 lượt chia sẻ mà em đã chia sẻ 20 lần rồi. Giày cho em xem đi, hôm qua có lên. Nhưng mà giày bây giờ chỉ còn giày của mẹ thôi, chứ còn giày của bé như em hết rồi. Bây giờ bé em chỉ còn sandal với lại dép kiểu á ha. Sao ai cũng nhận được hàng mà mình không nhận được vậy sốt. Ui dồi ôi, chắc nghe buồn với ta. Hôm bữa anh kiểm tra chị Phương Nguyễn này hình như không có đơn đúng không? Chị là khách cũ mà. Không biết có đơn không nhỉ? Rồi mọi người chia sẻ thả tim thả like lên dùm em với nhá. Nghe em đọc lại sai nhá, có từ 37, 38 và 39 nhưng mà đa số còn 37 và 38 thôi. Mỗi chị một đôi cho em với giá là 19.000. Hôm nay kể cả lên cũng tặng cả quần áo cho mọi người luôn. Cái này các chị lên comment dùm em là mã tặng 19k và kèm size vào đấy giúp em nhá. Lên comment là tặng 19k kèm size vào giúp em này. Cho mỗi chị một đôi thôi nhá, không chị đọc hai đôi đâu, mỗi chị đôi giá 19.000. Còn giày Elsa 34 cân size 34 không? Giờ không nhớ chị ơi, giờ không nhớ, tí nữa lên còn gì lên chốt thôi chị, em không có nhớ đâu chị ạ. Chị nào lấy lên comment là tặng 19 kèm size vào đấy giúp em nhá. 19.000 là một đôi. Cho chị Tuyên Trần này, size 37 ok. Nè, Tuyên Trần size 37 cho Tuyên Trần này. Nhét vào kiểu gì? Nó lại mở ra từng đôi nó lâu. Tuyên Trần một đôi rồi, Tuyên Trần này. Size 37 ok chị Minh Hồ này. Các chị cứ chốt 37, 38 nhiều và em còn số lượng. Minh Hồ một đôi size 37 này. Chị Trinh Kim một đôi size 38 này. Ok chị Trinh Kim một đôi size 38. Dép này ship nặng thế bà, nó có chị ạ. Ship nặng lắm, bù cước dã man luôn. Nay không lên được view ta, qua lên view hơn 100 người nay không lên được. Chị Trương Thanh Thúy có size 37 này. Hôm qua em đang tặng. Trong bắt đầu em ghét cái lão chồng em, của em ngưng tặng mà cái thành ra các chị bị oan. Trương Thanh Thúy này ok này. Cho chị Hương Nguyễn size 38 này. Không dồn đơn ngày hôm qua nha. Nhớ cho em là không có dồn đơn ngày hôm qua đâu. Giày dép là không có dồn đơn đâu mọi người. Nặng thấy bà nội luôn ạ. Chị Hương Nguyễn size 38, chị Hương Nguyễn. Cái này không dồn đơn ngày hôm qua nha, nhớ cho em nha. Huyền Lương size 39 ok này. Không bắt công lại được một đôi dép 19. Em ơi, chị có một đôi 19 ngày buổi trưa. Em dồn đơn dùm cho chị với là không có đâu. Ờ chị Phương Nguyễn là để tí em kiểm tra cho. Chiều em sẽ gọi lại cho chị nhá. Có gì? Chị Phương Nguyễn đang bưu tá đang ôm cục hàng, chắc chiều nay hoặc sáng mai phát. Vậy là bưu tá đang ôm cục hàng của chị, để tí em hồi phát gấp cho. Em nhận được hàng rồi nha, ok chị Trương Diệu. Rồi chị nào lấy nó lên comment dùm em là mã tặng 19k và kèm size dùm em. Yêu các chị ơi, mình chia sẻ like mạnh mẽ lên dùm em. Cái hôm nay các chị chia sẻ thấp quá. Hôm qua em lên được gần 500 lượt chia sẻ mà hôm nay đến giờ này luôn. Thả tim thả like lên dùm em với, bao nhiêu người đang xem like mà thả tim thả like lên dùm em với. Rồi chị nào lấy chốt dùm em nhá. Cho chị Ngân Mai size 37 đã ok này. Tặng hết về chưa để làm gì. Ngân Mai size 37. Size 37 ok cho chị Dung Phương này, ok này. Dung Phương size 37 rồi, còn 3 đôi nữa chị nào lấy chốt dùm em nhá. Dung Phương một đôi này. Thôi em để này một đôi em đi các chị ơi. Em để này một đôi em đi đi. Em để một đôi size 38 em đi, còn 2 đôi đấy nhá. Cho em để này một đôi em đi đi, đẹp quá. Này. Đẹp cực kỳ, mọi người dễ thương này. Đó, em để này một đôi em đi các chị ơi. Em để này một đôi em đi mà nha. Bây giờ còn size 37, 38. Còn một 36, à còn một đôi size 36 nữa các chị ơi. Em vẫn còn một đôi size 36 nhưng mọi người nha, vẫn còn một đôi size 36 nữa. Hết size 39 rồi mọi người, hết size 39 rồi. Rồi nếu mà hết size thôi em qua mẫu đã chuyển hệ đi mọi người. Hết 39 rồi, bây giờ chỉ còn size 36, 37 thôi. Một đôi 38, à 36, 37, 38 mọi người. Có dép giống này mà của bé không? Hello chị Lâm Phượng này, chị Lâm Phượng có săn dép 19k không chị Lâm Phượng ơi? Còn size 36, 37, 38 nha. Rồi, không chị nào chốt em ngưng đây. Tối hôm qua thì không có mà chốt. Giờ này thì các chị này không lên thì comment. Bữa nay mùng 8 tháng 3 tưởng chị Trang không lên. Ui dồi ôi, em thì không có mùng 8 tháng 3 đâu các chị ơi. Các chị có mùng 8 tháng 3 thì em không có mùng 8 tháng 3 đâu. Rồi kẹp nhem đang dùng đấy nha mọi nhá. Kẹp nhem đang cài đấy, các chị nhìn cho em này. Về nhà mình kẹp mẹ nào mà điệu điệu quá, kẹp cho bé xong xoắn xoắn cái tóc vào, xong bắt đầu cho lên một cái kẹp này vào trong cái này là rất là xinh luôn ha.
Tặng 19 cao cái chị Quỳnh Lê size 36 này, ok chị. Em thì tặng em chẳng tiếc với chị cái gì luôn. Mọi người đừng tiếc em, nút chia sẻ mọi nhá. Nhớ này là không dồn đơn ngày hôm qua đâu nha. Ok chị Quỳnh Lê một đôi cho chị Quỳnh Lê này. Hoa Nguyễn không chia sẻ livestream không chốt chị ơi. Hoa Nguyễn không chia sẻ livestream em không chốt. Thôi ngưng tặng đi mọi người, mất thời gian có ngưng tặng nhá. Thả tim thả like nên dùm em. Bây giờ em tặng quá mất cả 10 phút đồng hồ của em rồi. Chị Phương Nguyễn chia sẻ chưa? Ok cho chị Phương Nguyễn một đôi size 37 này. Chị Phương Nguyễn một đôi size 37 này. Thôi ngưng nhá, nhá ngưng tặng đến vào bán hàng đây. Cài từ từ em lên cho. Comment dùm em là mà tặng 10 chị hết size 38 nữa chị ơi. À còn một đôi size 38. Chị Nati tặng size 38. Chị Nati này comment tặng 19 cao đấy không tặng. Tuy nhiên tặng 38 nhân viên nó lại tưởng ok chị nhá, giờ bán hàng mọi người rồi hết nha mọi người. Tất cả những chị nào mà được đôi dép 19.000 nhớ kèm đơn trong live dùm em nhá, đủ cho em thêm một đôi dép nữa em đi đơn cũng được, hoặc là thêm cho em đủ 100.000 là đi đơn. Rồi cài nha, em đang cài đó, chị nhìn cho em này, mẹ nào mà điều điệu á. Cái này đang chạy quảng cáo đang hot trend này mọi người. Đó em tặng 25.000 là một cây cài nhưng mà còn có mấy cây nữa các chị ơi. Em còn có mấy cây, 2 4 6 còn có 8 cây nữa thôi hết hàng rồi mọi người. Lên comment dùm em là mã này, là mã dùm em là mã C1 nha mọi người nhá. C1 kèm số lượng lên dùm em 25.000 là một cây. Hôm nay là lên cả cho chị là cả dép và cả đồ bé luôn, lên alo xô lộn xộn luôn. Mai mốt này em sẽ gọi như là giảm bớt quần áo, là em sẽ em like cho chị các cái đồ khác cho nó gọi như là đỡ bị nhàm chán. Nhiều khi chị mua quần áo nhiều quá chị bị nhàm nên là em sẽ đi săn nhiều hàng để về phục vụ cho mọi người ha. Lên comment dùm em là mã C1 kèm số lượng lên dùm em 25.000 là một cây, không chọn kiểu dùm em nha mọi người nhá. Không có chọn kiểu đâu các chị ơi, tại vì cái này nó đẹp ý, cái nào nó cũng đẹp nhưng là không có chọn kiểu đâu. Hàng chị đi chưa em? Chị ơi kể cả đi rồi hay chưa đi thì nhân viên đang làm đơn nhà em không có dồn đơn được đâu chị ơi. Nha. C1 và kèm số lượng lên dùm em nhá. Ok chị Trương Diệu có C1 này. Chị Trương Diệu có C1. Bây giờ hỏi ý kiến của các chị đi. Bây giờ mọi người muốn em lên giày dép trước hay là các chị muốn em lên quần áo trước? Tại vì hôm nay không phải là em thiên về em chỉ lên quần áo, lên giày dép không, mà em sẽ lên cả cho mọi người là quần áo, nhưng sẽ hỏi ý kiến của các chị. Nếu mà chị nào muốn em lên quần áo thì em sẽ lên quần áo trước, mà muốn em lên giày dép thì em sẽ lên theo yêu cầu của mọi người nhá. Tại vì bán là phục vụ các chị mà, thì phải hỏi các chị thôi ha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em C1. Chị Hà Ngọc một cây này, chị Tuyên Đặng một cây này. Ok này, Hà Ngọc này, Tuyên Đặng này, ok này. Ok, rồi chị nào lấy C1 comment là C1 giùm em nhá. 25.000 đồng một cây giùm em, 25.000 đồng một cây. Đồ bé gái 30 cân đi, giày dép đi, quần áo giày dép. Em thấy là một nửa giày dép, một nửa quần áo. Thôi bây giờ xin phép cho em lên quần áo trước, xong rồi sẽ lên giày dép sau nha mọi người nhá. Lên quần áo trước xong rồi sẽ lên giày dép xong cho mọi người. Được chưa các chị? Bây giờ là mỗi chị một ý thì thôi, em lên quần áo đi, cứ lên, mình cứ lên vài mã quần áo xong mình lại lên giày dép sau, tại vì em sẽ lên đầy đủ luôn mọi người. Hôm nay sẽ lên đầy đủ luôn. Rồi bây giờ tiếp theo cho mọi người nha, một cái mã này vừa bán vừa kỷ niệm đầu like cho mọi người nha. Mọi người cố gắng, mọi người chia sẻ, thả tim thả like lên dùm em. Chị Tuyên Trần ơi, bây giờ em có dép nhưng mà em không có giày đâu chị Tuyên Trần, em cũng vừa nói mà em chỉ còn khoảng sandal thôi chứ còn giày em không còn nhiều đâu. Rồi lên mẫu này cho chị này, một mẫu đồ à. Cái bộ này em có bán rồi nhưng mà tại vì đẹp quá luôn nên em về thêm cho mọi người, tại vì giá trên mọi người nó cũng rẻ á. 15 cân đổ lên cho em, 15 cân đổ lên cho đến 23 cân đổ lại em bao vừa. Mã này chị sẽ lên đơn duyên là mã C2 kèm cân nặng lên dùm em nhá. 15 cân đến 22 cân. Mẫu này em kỷ niệm đầu like cho mỗi chị một bộ này cho em với giá là 35.000 đồng một bộ, được không các chị? 35.000 đồng một bộ dùm em, các chị nhìn cho em này. Nó có cái dây cột nơ cho em, cổ là cổ tiểu thư cách điệu, may viền hết toàn bộ luôn cho em luôn. Đẹp vô cùng là đẹp luôn. Lên comment dùm em là mã C2 kèm cân nặng, mọi người chấm chấm bài thả tim thả like lên dùm em nhá. 35.000 thôi mọi người. Kỷ niệm đầu like cho chị là 35.000 đồng một bộ. Ok chị Kiều Hương nhá, có lên zoom chị Kiều Hương ơi. Rồi chị nào lấy mã này mình lên comment là C2 và kèm cân nặng 35.000 đồng một bộ dùm em. C2 cho chị Quỳnh Lê một bộ 15 cân, ok, 15 cân đến 22 cân em bao vừa. Mọi người chia sẻ thả tim thả like lên dùm em để nó không bị tụt tiêu nha. Đó, bác nào lấy C2 comment C2 dùm em. Em bán có 35.000, mọi người ủng hộ em đi cho nó vui vui các chị ơi. Ủng hộ em đi cho nó vui vui nào, lên có này có cái kia mất công này à. Cứ bán giày dép không, các chị này tưởng không bán quần áo nữa thì chết. Rồi bác nào lấy C2 comment là C2. 35.000 một bộ dùm em. Không ai chốt à? Nó chốt thôi, nó bắt đầu lên mã giày dép nhá. Mấy cái đôi đôi này của bé anh nhặt hết vào đây thì mình ra. Nên là mấy đôi đôi của bé này nhặt hết vào đây đi. Mã của bé nó lẻ lẻ. Các chị tương tác bài lên dùm em với nha. C2 chị Minh Hồ 15 cân, ok chị.
Minh Hồ 15 cân nhận Minh Hồ. Có khoác bé gái 30 cân không? Có gì Thùy Nguyễn ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mọi người kỷ niệm cho chị một cái mã Zha hơi mệt HM này mọi người ơi. Da của nó là da rắn cho em, siêu mềm, siêu đẹp luôn mọi người ơi. Đẹp vô cùng luôn. Đây các chị nhìn cho em này, một đôi bệt cho em HM, các chị nhìn da của nó này. À, cái da dép này của em nó toàn bộ là dép hàng Quảng Châu luôn. Và em không phải nào bán cái dép vớ vẩn cho mọi người đâu. Các chị nhìn cho em này, toàn bộ nó may đường chỉ viền hết toàn bộ luôn cho em luôn. Cái này em là nó màu này nó là màu màu hồng kem mọi nhá. Màu hồng, 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 hồng mà kem kem mà rất là đẹp luôn. Đó, nhìn cho em này, đế cho em là đế bệt nhá. Cái này em có từ size 36 đến size 39 cho mọi người. Cái này em kỷ niệm đầu like, vừa bán vừa tặng đầu like cho mỗi chị một đôi. Cái này em chỉ có một ri thôi, có nhiều đâu, 36 cho đến 39. Cái này mọi người lên comment dùm em là mã C3. C3 và kèm size dùm em nhé, C3 và kèm size. Mẫu này kỷ niệm đầu like cho mọi người là 45.000 đồng một đôi. Hàng này em nhập vốn vào đó là 53.000 đồng một đôi. Nhưng mà giá kỷ niệm đầu like đấy các chị chia sẻ lên dùm em. Chị nào lấy lên comment là C3 kèm size tặng 45.000 đồng một đôi cho mọi người nha. 45.000 thôi. Đi mà không êm chân em cho chị trả lại luôn ha. Đi mà không êm chân em cho mọi người trả lại luôn. Hàng này ta bán bên ngoài là 85, trong shop là bán 8. Cửa hàng là bán 85.000 đồng một đôi là giá rẻ nhất luôn đấy mọi người. Em bán cho chị giá là 45.000 đồng một đôi. Chị nào lấy lên coi là C3 và kèm size để giúp em nhé, C3 kèm size. Ê mọi người tương tác bài lên dùm em nữa các chị ơi. Em thấy gần trăm người xem live mà trả lên được comment nào luôn ạ. Tương tác bài lên dùm em với. C3 chị Tuyên Đặng này, 45.000 đồng một đôi kỷ niệm đầu like nhé. Tuyên Đặng một đôi C3 này. Chị Nguyễn Thảo Vi size 37 ok này. Cái giá 45.000 mà các chị không mua thì em nói thật là quá tiếc luôn. Tại vì vốn này của em nhập đó là 53.000 đồng một đôi rồi. Ok này, cho chị Nguyễn Thảo Vi này. Rồi, chị nào này C3, comment là C3 và kèm size dùm em nhé. C3 và kèm size dùm em. Giá 45.000. Chấm tương tác lên dùm em cái các chị ơi. Sao các chị ngồi im thế? Chấm tương tác lên dùm em cái. Này nhìn cho em này, trời ơi các chị nhìn cho em cái da của nó này. Đi cái này mà không êm chân thì em cho các chị trả lại luôn á. Bao êm chân cho mọi người luôn. Đó, nhìn cho em này. C3 kèm size. Size 37 ok, chị Võ Minh Chiến có size 37 này. Em đang lên dép đây hay chị? Đang lên dép đây rồi. Chị Võ Minh Chiến một đôi ok này. Rồi em còn hai đôi này nha mọi người nha. Một đôi size 38 và một đôi size 39 dùm em. Một đôi size 38 và một đôi size 39. Giá cho kỷ niệm là 45.000 một đôi nhá. Size 36 hết hàng rồi chị Quỳnh Lê. Em hết size 36 rồi. Ôi, cái này cả đến mấy đôi dép của bé em anh có cho hết vào đây không? Sao có mỗi đôi vậy? Mấy đôi này hay? Xong cho vào đây nè. Đây mấy đôi dép của bé đây. Rồi mẫu này dùm em các chị ơi. Lên cho chị một cái mẫu này nha. Dép của bé thì bây giờ em chỉ còn lẻ lẻ size thôi mọi người. Dép của bé thì bây giờ chỉ còn lẻ lẻ size thôi. Theo với các chị chả lên được comment đây này. Em lên lại thôi mọi người chứ chẳng lên được cái comment nào luôn. Thôi 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 ném vậy thôi. Comment chấm bài thực tế con đang không có thì các chị bảo em lên kiểu gì được mọi người. Comment chấm bài luôn, không có tương tác gì hết luôn. Cái này em còn hai đôi nhá, size 30 các chị nhìn cho em này. Một đôi cho em nó là cái hình này này. Và một đôi cho em, sao tự nhiên tối thui nhỉ? Một đôi cho em nó là cái hình này nhá mọi người nhá, đây là hai hình cho em này. Nhưng mà em cho nó là một hình nhá, còn size 30 mọi người chỉ còn hai đôi size 30 nữa thôi. Cái này em bán cho mọi người là 79.000 đồng một đôi nhá, còn đúng size 30 hàng chuẩn size. Chị nào lấy mã này nên comment dùm em là mã dép hồng 7 size 30 và kèm giá 79.000 đồng vào để giúp em nhá. Đó, chị nào lấy chốt dùm em. Còn có hai đôi thôi mọi người, cái mẫu này còn có hai đôi thôi. Bé nào mà vừa chân thì các chị mua về cho con mà đi này. San đan quay hậu rất là đẹp luôn. Nào lấy chốt dùm em hết dép hồng 79.000 kèm size vào để giúp em là được. Ok cho chị Thúy Nguyễn này, size 30 ok này. Có hai đôi à các chị ơi, nào lấy chốt dùm em nhá. Thúy Nguyễn một đôi, lên cái bình luận khách có đơn nhắn tin địa chỉ đi. Rồi chị nào lấy comment dùm em nhá, dép hồng kèm size và để giúp em này, 79.000 là một đôi dùm em. Rồi mẫu này này. Em đủ size đủ loại luôn các chị ơi. Bộ bò quần trắng. Quách Kim Tuyên này, cái đấy còn size nhỏ không à, đâu có size lớn đâu mà nào. Rồi cái này em còn size á. Em còn size 27, 28 và 29 các chị ơi. 27, 28 và 29 còn đúng 3 đôi nữa mọi người ạ. 27, 28 và 29 nha. Còn 3 đôi này khi nào vừa thì chốt cho con về đi này. Ôi, hôm qua các chị chốt còn có mấy đôi này hết hàng rồi này mọi người. Đây, nhìn cho em này mọi người. Các chị nhìn cho em này. Cái này của nó nhá, được đính cho em nó bằng cái bông hoa đính trực tiếp vào. Nó không phải là hàng dáng đâu, rất là xịn xò. Các chị nhìn em đôi dép này. Cao vừa phải cho em, không có cao quá đâu. 27, 28 và 29 còn 3 đôi. Cái này là mã C mấy? 15, 20 cân.
mới năm 20 cân cũng không vừa. Cái này chị lên comment dùm là mã C4. C4 và kèm size vào đấy giúp em nha. 27, 28 và 29 dùm em, siêu đẹp luôn. Mẫu này em kỷ niệm cho mọi người với giá là 62.000 đồng một đôi nhá. 62.000 đồng một đôi này. Lên comment dùm em là mã C4 và kèm size dùm em. Đó, chị nào lấy C4 cho C4 kèm size. 62.000 đồng một đôi nha mọi người. Hàng bao đẹp cho mọi người luôn ạ. C4 size 29 cho chị Kiều Hương này. 62.000 đồng một đôi thôi. Này toàn bộ là dép Quảng Châu mọi người ạ. Cứu chị Bảo nhắn tin inbox lại. Ok chị Kiều Hương một đôi này. Ok. Rồi bác nào lấy C4, comment là C4 kèm size dùm em. Cái này không có sợ mà bung đâu, con chỉ thấy đường cái dáng của nó không. Không có sợ bung đâu mọi người, tại vì nó đính trực tiếp ở bên trong cho em. Rất là chắc chắn luôn. Đó, bác nào lấy C4, comment là C4 dùm em, 62.000 nha. C4 62.000. Rồi nãy tiếp vừa quần áo xong lại giày dép, quần áo xong lại giày dép. Cứ quần áo xong lại giày dép, quần áo xong lại giày dép. Chị Lê bảo ơi, nhà em không dồn đơn gì ơi. Đơn ngày hôm qua là đi đơn ngày hôm qua, còn đơn ngày hôm nay là đi đơn ngày hôm nay, không có dồn đơn đâu chị nhá. Không có dồn đơn từ ngày này qua ngày khác, đơn ngày hôm nay ngày mai mới đi. Đừng chị nào hỏi em dồn đơn, nhà em không dồn đơn đâu mọi người. À, kể cả là chưa đi thì nhân viên cũng đang làm đơn chứ không có dồn đơn được ha. Rồi mẫu này em còn có 3 bộ bò nữa này, 15 cân đổ lên đến 22 cân em bao vừa. Còn 3 bộ nữa. Chị nào lấy mã này các chị comment nốt dùm em là mã bò. Bò 35.000 lên mọi người ơi. Lên comment dùm em là mã bò 35.000 và kèm cân nặng lên dùm em nhé. Bò 35k và kèm cân nặng lên dùm em. Nó quá xinh luôn các chị ơi. Đẹp vô cùng là đẹp luôn. Em sẽ lên cho mọi người nhiều thứ linh tinh các chị ơi. Rất là nhiều món hấp dẫn đẹp độc lạ luôn. Không phải là chỉ lên quần áo và giày dép. Em còn rất là nhiều cái gọi như là Cái hàng mà gọi như là hàng không tên. Rất là nhiều hàng luôn. Bò cho chị Quách Kim Tuyên này. Bây giờ em like này, em like tùm lum tà la hết. Chứ em không like quần áo, không like quần áo không các chị bị nhàm. Mua quần áo nhiều các chị bị nhàm. Ê Cherry Việt Quất á, Cherry Việt Quất em còn á, chị nào lấy chốt ha. Rồi chị nào lấy comment dùm em là bò nhá, bò 35.000 và kèm cân nặng lên dùm em. À, bò 35k nhá, chị nào lấy bò 35k chút, bò 35k và kèm cân nặng. Mấy bộ thôi. Đấy chị thấy không, lên quần áo bán ế thế bà luôn. Lên quần áo bán ế thế bà, lên quần áo chẳng thể ai chốt thì hết luôn. Thật này bán quần áo chậm ghê luôn đấy các chị. Đây có size 34, đây có một mã bò sữa này các chị này. Có một cái mẫu bò sữa này, hôm qua các chị chốt ác quá, còn có mấy đôi nữa hết rồi. Chị nào lấy thì chốt về cho con là đi này, đẹp vô cùng luôn ạ. Cái này bây giờ em không có chọn màu nữa đâu mọi người, tại vì nó chỉ có màu vàng và màu hồng thôi mà màu nào cũng đẹp. Em còn size 30, 31. 30, 31 và 34 nha mọi người nhá. 30, 31 và 34 này. Sandan bò sữa cho em này. Mọi người cố gắng, mọi người tương tác bài like lên dùm em với các chị ơi. Tương tác bài like, thả tim, thả like lên dùm em. Mới like các chị phải tương tác bài thì em mới like được mọi người. Like mà không tương tác bài thì không có lên được mã nào hết các chị ơi. Đây mọi người nhìn cho em này. Cái này có khóa kéo đằng sau cho em, sandan bò sữa này. Đẹp vô cùng là đẹp luôn. Cái này là hàng cao cấp cho em nha mọi người. Chuẩn hàng cao cấp cho mọi người luôn. Chuẩn hàng Quảng Châu cho bé luôn. Em đọc size 30, 31 và 34. Chỉ còn có 3 size nữa thôi. Chị nào lấy mã này mình lên comment dùm em là mã C4 và kèm size vào đấy giúp em này. C4 và kèm size dùm em mẫu này. Gì? C mấy tiếp theo? C5 kèm size vào đấy giúp em nhá. 30, 31 và 34, 79.000 đồng một đôi cho mọi người. 79.000 đồng một đôi. Lên comment dùm em là mã C mấy? C5 kèm size 30, 31 và 34 nhá. Còn có 3 đôi các chị muốn chọn nó không còn đâu mọi người. Hàng này em nói thật bao hàng xịn cho mọi người luôn. Bao hàng xịn cho mọi người luôn. Ok xong mã này đến khoác các chị ơi. Xong mã này đến khoác nhá. C5 size 30 cho chị Kiều Hương này. Xong mã này em lên khoác cho. Đẹp vô cùng là đẹp luôn các chị ơi. Chị Kiều Hương này, chị Tuyên Đặng này. Ok size 34 này. Hello em My. Rảnh quá à My. Non ngủ đi tí chiều mà chốt đơn. Cho chị Gia Hân Sơn Võ size 31 ok này. Còn một đôi nữa nha. Gia Hân Sơn Võ lên số điện thoại dùm em. Chị Gia Hân Sơn Võ lên số điện thoại dùm em. Còn một đôi nữa. Lên comment dùm em là C5, còn đúng một đôi cuối cùng size 31 mọi người. Trời ơi các chị ơi. Đi cái đôi dép này lên cho con thì phải gọi là quá là sang cái chân luôn các chị ơi. Quá là sang cái chân luôn. C5 nhá, chị đòi C5 cho C5 giá 79.000 đồng một đôi cho mọi người. C5. Chị Lương Thị Kim Trương ơi, em còn có size 31 thôi, chị có lấy được không? Nhích lên một size cũng được, không sao đâu chị ạ. Nhích lên size được không sao đâu, còn một đôi size 31 thôi. Lấy cái sạc với anh hết pin rồi. Lên cái bộ kia trước đi cho chị nào lấy chốt kìa. Ê chị nào hỏi gì thì hỏi đi, chị nào hỏi gì thì hỏi đi, hỏi lên gì thì hỏi đi. Em lên cho. Lên cái bộ đấy trước đi nè em. Đây.
Của 55.000 đi. Hello chị Kim Linh nha. Rồi ok, và em lấy cho chị size 30 nha. Chị Lương Thị Kim Trương nha. Em lấy size 30 nha. Lương Thị Kim Trương size 30 này. Cái chị gì lúc nãy chưa có số điện thoại, em bảo lên số điện thoại lên dùm em đi chị ơi. Đừng có vào chốt dạo dùm em cái nha mọi người nha. Đừng vào chốt dạo dùm em cái nhá. Cặp xanh bao nhiêu em? 89.000 chị Minh Hồ ơi, 89.000 đồng một cái chị ơi, hàng xịn đấy. Đây lên cho chị máu này này. Hello chị Đinh Cherry nhá. À, em còn nhiều món hấp dẫn lắm, giày dép em còn đang lên, còn đang rất là nhiều luôn, hôm qua em chưa có lên hết mẫu đâu. Nên là các chị đừng yên tâm cho em, không phải là em chỉ lên mấy cái mẫu đó đâu, em còn nhiều mẫu khác mọi người. Nên là cứ yên tâm từ từ và chờ hàng giùm em cái nhá. C6 tiếp theo đúng không? Cũng ngu nhỉ, biết vậy quần áo thì nên mã D, còn giày dép thì nên mã C xong kìa. Quên mất tiêu. Cái này các chị lên comment giùm em là mã C6 và kèm cân nặng lên giùm em một mã bộ tiểu thư cho em, phải nói là quá đẹp luôn mọi người. Cực kỳ là đẹp luôn. Chị Minh Hồ lên comment dùm em là mã túi xanh 89k để em bấm tạo đơn nhá. À, còn mẫu giày dép nữa. Ui dồi ôi, còn nhiều giày dép lắm á chị ơi, còn nhiều lắm là sao mà lại hết được, em lấy nhiều mà. Cái này mọi người lên comment là C6 và kèm cân nặng từ 20 cân đổ lên cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa. Mẫu này em kỷ niệm cho mọi người với giá là 55.000 đồng một bộ. Em bao hàng đẹp cho mọi người luôn, không cần phải giới thiệu về chất quá nhiều. Tại vì hàng như em bán làm sao thì các chị biết rồi, chẳng cần phải giới thiệu nhiều đâu. Lên comment dùm em là mã C6 kèm cân nặng lên dùm em. Từ 20 cân đổ lên đến 30 cân đổ lại, bé mặc đẹp dùm em, không có chọn màu nha mọi người nha. Các chị nhìn cái màu của nó này, một ri của nó có 4 màu cho em nhưng mà màu toàn màu đẹp thôi. Nên là mình không cần phải chọn màu nha, chốt theo cân nặng cho bé em tự lấy size được rồi ha. C6 không có 35 cân, túi xanh cho chị Minh Hồ ok. Có lên khoác chị ơi. Ok. Cái bấm ghim đầu ta. Nè chị Minh Hồ có cái túi xanh để ở bên trong cái ấy á. C6 cho chị Huỳnh Đen 30 cân ok chị Huỳnh Đen này. Sắp nay chẳng đủ size gì hết rồi. Lấy cho chị Huỳnh Đen size ấy thì nó bị quặc số, không nhìn thấy gì hết á. Thôi để tự từ bấm này anh lấy đi. Huỳnh Đen này 25 cân một bộ, chính Lương Thị Kim Trương này. Ok này. Võ Minh Chiến á, Võ Minh Chiến 27 cân ok này. Ok chị Võ Minh Chiến. Loan Ba Sa có 3 bộ 23 cân ok chị Loan Ba Sa này. Cho chị Nguyễn Tuyền size 30 cân ok chị Nguyễn Tuyền này. Ok chị Nguyễn Tuyền có luôn này. Mình chỉ cần lên comment dùm em là mã C6 này, em sẽ nhận đơn cho mọi người hết luôn. Em sẽ nhặt size sau cho chị nhá, đẹp chưa? Đó, 20 cân đổ lên đến 30 cân đổ lại em bao vừa, mã hàng lên đơn cho mã C6 kèm cân nặng. Kỷ niệm cho bé với giá là 55.000 đồng một bộ, nhưng mà nhá 55.000 đồng một bộ dùm em. Rồi qua mẫu nha. Chị nào lấy thì chốt em qua mẫu đây, đưa luôn mã C7 đây anh ơi. Tiện lên lên luôn, C7 bên cạnh đấy. Này cái này để bill này chứ không phải đâu, đấy để bill về nhặt đấy. Đấy một bộ thế là được rồi. Bộ bò sữa trắng sau lưng còn. Còn chị ơi nhưng mà chỉ còn size nhỏ không có size lớn đâu. Cái này các chị sẽ lên comment luôn dùm em là mã C7 và kèm cân nặng lên dùm em. Nó y chang như C6, nó không khác một tí nào luôn. Em mọi người chia sẻ lên dùm em với các chị ơi. Mỗi chị mình quay ra cho em xin nút chia sẻ đi mọi người cho em có nhá. Có động lực để like cho mọi người nha, hàng đẹp giá rẻ luôn. Có lên khoác chị ơi đợi em xíu. Cái lên lên comment nào C7 và kèm cân nặng size y chang nhau luôn, cũng 20 đến 30 cân, 55.000 đồng một bộ luôn nhá, 55.000 đồng một bộ. Lên comment dùm em là mã C7 và kèm cân nặng lên dùm em. Chị nào mình chưa chia sẻ livestream có chị nhấn nút chia sẻ livestream lên dùm em với nha mọi người. C7 kèm cân nặng 55.000 đồng một bộ dùm em. Các chị lấy chốt thì mọi người rồi bắt đầu lại lên 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 mã áo khoác đi anh ơi, nhặt xem áo khoác còn bao nhiêu cái lên luôn. C7 cho chị Huỳnh Đen ok này. C7 này đẹp lắm mọi người. Nói chung là mã C6 C7 các chị cũng mua cho con đủ mà về mà mặc. C7 cho chị Lương Thị Kim Lương Thị Kim Trưởng này ok này. Rồi nào này C7 comment C7 dùm em nha. 55k một bộ thôi, vừa rẻ lại vừa đẹp các chị ơi. Vừa rẻ lại vừa đẹp cho em, quá là xuất sắc luôn. C7 và kèm cân nặng lên dùm em là được. Mang một cân dụng hình đen này. Lương Thị Kim Trương một bộ 25 cân này. Mỗi bác quay ra cho em xin nút chia sẻ mọi người ơi. Rồi nào lấy nữa chốt nha. Cho nên nào khoác đi anh ơi. Khoác đấy nha, xem là còn bao nhiêu khoác nó để lên nốt. Cả bò sữa, cả to, cả nhỏ cho hết vào một mã nó đi. Giờ là bán nó khỏi chọn luôn.
Cái dưới là không phải rồi. C7 cho chị Loan Ba Sa, tôi bỏ đại đây đi. Loan Ba Sa có, hello chị Vi Lan nha. Nhớ là chị nào có đơn nhớ nhắn tin địa chỉ ở phần tin nhắn giùm em. Đó, xong rồi cái bill đấy anh nhặt đi. Rồi má khoác này à. Ôi chết, khoác bò sứ hết size lớn này ra. Đây cái khoác mà bo một chỗ chân này, đi ra này đây. Chân 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 tường đây. Đó. Đây khoác nó còn có mấy cái nữa thôi, chị nào lấy thì chốt nha. C7 một bộ 22 cân, một bộ 25 cân. Ok chị Cúc Mai có C7 này. Ok chị Cúc Mai có C7. Cái này em còn có hai cái khoác nữa thôi, chị nào lấy chốt giùm em này. Mẫu đen xả lốt 65.000 đồng một cái, 65.000 một cái. Em còn hai cái nữa thôi. 22 cân đổ lên cho đến 26 cân đổ lại em bao vừa. Comment luôn giùm em là mã khoác 65.000 giùm em nhá. Hàng thị trường đang bán 180.000 kèm khẩu trang đó các chị ơi. Em còn có hai cái nữa. Một cái là hình hoa cho em và một cái hình gấu không tròn hình đâu, xả lốt 65.000. Hàng này không có còn hàng mà bán hết hàng rồi mọi người. Còn có hai cái chị nào lấy thì chốt. Khoác 65.000 và kèm cân nặng lên giùm em. Chị nào này khoác 65 chứ khoác 65 nhỉ nhá, khoác 65 ở trên. Rồi khoác bò sữa này. Khoác bò sữa này còn còn mấy cái này lên nốt này. Khoác 30 cân chưa có, chứ khoác 30 cân chưa có. Cái này em còn khoác bò sữa nhá, từ 8 cân đổ lên. Khoác bò sữa em còn từ 8 cân cho đến 12 cân mọi người, 8 đến 12 cân. Và có size từ 30 cân đổ lên đến 45 cân này. Comment dùm em luôn, dùm em là má khoác bò 59.000 đồng mà đấy giúp em nhé. Cũng size lớn thì có khẩu trang và size nhỏ thì không có khẩu trang dùm em. Lên comment dùm em là má khoác bò 59.000, chẳng cần phải giới thiệu đâu, chị nào lấy chốt có 59.000 đồng một cái. Cái này là bán tri ân cho chị, lời lãi thì khoác 59.000. Đó, chị nào lấy thì chốt dùm em là khoác bò nhé, khoác bò về giúp em. Rồi tiếp tục lên dép cho mọi người một cái mã dép này. Lên cho chị một cái mã dép này phải gọi là siêu dễ thương đúng các chị ơi. Siêu siêu dễ thương luôn. Mẫu này em có size 20, size 26 này, size 26, size 29, 26, 29, 31, 31, 3, 31 và 32 mọi người. 26, 29, 31 và 32 dùm em nhá. Khoác 30 cân ok, đợi Thúy Nguyễn một khoác này. Thúy Nguyễn này lên cái số điện thoại đi chị ơi. Sao mà mấy bà khách mới cứ phải để mấy cái dép cái để xích vào đi anh, để còn ném quần áo mất công nó chồng lên nhau tí không nhìn thấy đường. Ôi rồi ôi chọn màu không có chốt, đậu lê bảo ơi. Còn chọn màu bó tay. Thế còn có mấy cái khoác mà còn đi chọn màu thì chốt kiểu gì. Thôi 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 chọn màu thì không chốt cho ai hết các chị ơi. Khoác có 59.000 là một cái, chị ra ngoài chị mua 180 chọn màu đó chị ạ. Em bán có 59.000 em không có chọn màu đó chị. Có 59.000 đồng một cái khoác mà còn chọn màu này với chọn màu kia, mà trong khi đó còn có hai cái nữa. Còn có hai cái size lớn chị chọn màu thì không có mua được đâu mọi người. Đấy chị nhìn cho em này, cái đế của nó siêu mềm, nó hàng này của em nó là hàng Quảng Châu nhưng mà nhá. Không phải là ok cho chị Thùy Linh Phan Nguyễn hết hàng luôn. Mấy bà chọn màu coi như cho hết hàng luôn. Thùy Linh Phan Nguyễn một khoác bò này khiếp, cầm lên nặng cả cái tay, hàng này bán 180 đang chưa được đẹp như đấy như thế luôn. Hàng qua em lô được cái ôm là cái lô khoác bò hàng sale. Cái này dùm em nha mọi người nha, 26 này. Nó có màu hồng và màu vàng nhưng không chọn màu được tại vì đi theo size ấy mọi người. 26, 29, 31 và 32 cho em. Chị nào lấy mã này nên comment là C mấy đi anh. C7 kèm size dùm em 62.000 đồng một đôi, hàng này đi không êm chân cho trả lại em mọi nhá. Đi không êm chân cho trả lại luôn. Lại C8, C7 xong lại C8. Chị nào lấy C8 comment là C8 và kèm size dùm em nhá. 26, 29 tí nó để mấy mã vào. 31, 32. 26, 29, 31, 32 comment là C8 dùm em ha. Hết khoác bò thì chị không còn đâu. Khoác bò chỉ còn size nhỏ thôi. C8 chị Nguyễn Thảo Vi comment lại dùm em là C8 dùm em 62.000 đồng một đôi nhá. 62.000 đồng một đôi, chị nào lấy chốt dùm em C8. Chị Linh Cherry chị có đâu mà được lấy đỏ, cái này lấy gì chị. Ê cái này nó là đôi gấu mà em lộn đó chị ơi, cái loại gấu này này là khác nữa. C8 một đôi cho chị Lương Thị Kim Trương size 31 ok này. Đôi gấu mà em quên. Không chị ơi, không có ba lộ bé trai. Chị Nguyễn Thảo Vi size 32 ok. Chị Nguyễn Thảo Vi size 32 ok. Nguyễn Thảo Vi này. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nha. Rồi cái mẫu này còn hai đôi gấu. Ui trời ơi các chị ơi, dễ thương quá các chị ơi.
dễ thương quá mọi người. Áo khoác chị Cúc Mai ha. Chị Cúc Mai giờ chỉ còn hàng 65.000 thôi chị Cúc Mai thôi. Nhưng mà bây giờ em có, em cũng còn đủ màu đấy chị ơi. Giờ chỉ còn màu như thế này thôi chứ giờ giống màu em cũng còn luôn á. Hết giống màu rồi. Cái này em có hai đôi thôi, lên comment dùng em là mã C9 nhá mọi người nhá. Lên comment mã này dùng em là mã C9, trời đẹp dã man. Cái này em tặng luôn 62.000 lốt luôn này. Cái này còn đôi, còn size 31 và 32 mọi người. 31 và 32 nhá, đi êm chân mà chắc chân sướng ơi là sướng luôn. Comment dùng em là C9, còn hai đôi cuối cùng. Size 28 cho chị Ngọc Thảo này. Thế size 28 Ngọc Thảo ơi, chị lấy dùng em size 29 được không? C9 cho chị Nguyễn Thảo V32 này. Nguyễn Thảo V size 32 này. Còn đôi size 31 hết hàng chị ơi. Em còn một đôi size 31 em hết hàng nha mọi người nhá. Còn đúng một đôi size 31 em hết hàng rồi. Trời ơi cái đầu gấu cho em xinh cho 62.000 được một đôi hàng xịn nha. Này là dép Quảng Châu đấy mọi người. Không phải gọi như là dép thường đâu. Nên là bao đẹp bao xịn luôn. Nào lấy chốt của em rồi tiếp tục nha. Con này mấy cái để lại đi, chặt hết cả cái chân. Rồi sau này lên quần áo tiếp nha. Chia sẻ đi mọi người, cứ cái này cái kia đi cho lên cho nó vui vui. Cái này em còn đúng một đôi size 30, các chị nhìn em đẹp chưa? Còn đúng một đôi này em tặng nốt 38.000 đồng một đôi. Comment dùm em là mã vàng. Vàng vàng gạch ngang 30 gạch ngang 38k dùm em nhá. Đẹp dã man full kim tuyến cho em. Cái này còn đúng một đôi, xinh ơi là xinh luôn. Quay trong nha các chị nha, quay trong này tặng 38.000 đồng một đôi thôi. Rồi ok chị Ngọc Thảo một đôi này. Ngọc Thảo một đôi. Ngọc Thảo vàng. Vàng ok cho chị Kiều Hương này. Rồi chị Kiều Hương đi, chị Kiều Hương thì comment rất là rõ ràng luôn. Xinh dã man 38.000 đồng một đôi. Ok chị Kiều Hương một đôi size 38 hết hàng luôn. À pyjama đùi trên cùng. Chị ơi pyjama đùi trên cùng là size lớn với hàng đó là lụa mango, nó mắc lắm, 79.000 đồng một đôi cơ. Ơ mà 79.000 đồng một bộ cơ. Ê các chị ơi, đôi giày hàng cao cấp này em còn một đôi nha mọi người ơi. Cái này em còn một đôi nha mọi người nhá. Cái này em còn một đôi size 38. Cái này đôi size 38 nhưng chân chừng 37 đi thôi mọi người. Còn một đôi size 38 nhưng chân chừng 37 đi thôi. Hàng hot này mọi người, còn đúng một đôi cuối cùng nữa. Chị nào lấy mã này thì chốt dùm em nha. Hàng đang cực kỳ là hot luôn này. Em kỷ niệm cho mọi người với giá là 139.000 đồng một đôi. Chị nào lấy mã này thì mọi người lên comment dùm em là mã đen gạch ngang 139k phải giúp em nhé. Thì sai thì em đã nói rồi đấy. Hàng này ta đang bán cho chị, nếu mà người nào có nhà bán like mà rẻ nhất luôn là 159.000. Đấy là em tính gọi như là những cái shop lớn mà gọi như là bán like thôi. Chứ còn đôi này mà các chị ra shop mà không 250 thì em nói thật em cho không, em không lấy tiền luôn. Cái này nó là hàng Quảng Châu nhé. Đi bao êm chân nó rất là sướng luôn. Đó, chị nào lấy thì comment là đen 139 và để giúp em. Đen 139 và để giúp em nhé. Đen 139, còn một đôi cuối cùng nữa thôi em hết hàng. Mẫu đem qua các chị chốt nhiều quá trời luôn. Quá chị chốt nhiều quá thì là nhiều luôn ạ. Bác nào lấy chốt. Đen đen đen. Cái kỳ vậy ta. Nó mất dạy, nó không dám xem. C9 size 31 chị Huỳnh đen. Ok chị Huỳnh đen C9 62.000 đúng không? Chị Khánh Ngọc ơi, nhân viên chưa làm tới đơn chị chứ, sáng nay nó làm chưa xong đó chị ạ. Bé sáng nay chốt dép không quen, nó chốt lâu. Rồi mẫu này dùm em nha mọi người nha. Ui dồi ôi, mẫu này đẹp thế. 36, 37 38, 39 nha mọi người nha. 36, 37, 38 và 39 cho em. Mẫu này của em nó là 4 size này. 36, 37, 38, 39 nhìn cho em đó chị ơi. Nhìn là biết là hàng cao cấp, cái da của nó chị ơi, da bằng da cho em rất là đẹp luôn này. Đó, nhìn đôi dép mà hàng cao cấp, nhìn hàng cái là biết liền luôn đúng không chị? Cái này chị chốt dùm em là mã AC bao nhiêu? Gì? C10. C10 và kèm size về giúp em nhé. C10 và kèm size dùm em. 36, 37, 38, 39. Mẫu này em kỷ niệm cho mỗi chị một đôi này cho em với giá là 59.000 đồng một đôi nha mọi nhá. 59.000 đồng một đôi dùm em. Chị nào lấy C10 comment dùm em C10 kèm size 36 và 39, 59.000 đồng một đôi cho em. Cái này nhìn nó đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà cực kỳ là đẹp. Nó chị nhìn cho em này. Đẹp vô cùng nhưng mà sang lắm luôn. Đó, bác nào lấy C10 comment là C10 và lấy giúp em là được. Cái này đế đi gọi như là bao êm chân, các chị nhìn cho em là nhìn là biết là bao êm chân rồi. Nhìn rất là xịn sò, nó may toàn bộ luôn các chị ơi. C10
C10 cho chị Thùy Linh Phan Nguyễn size 37 ok này. Cái này có hai đôi size 37 đúng không chị ạ? Có hai đôi size 37 luôn. Thùy Linh Phan Nguyễn có một đôi size 37 này. C10 nha, chị nào đến C10 chốt C10 này, hàng này hôm qua em chưa có lên đâu mọi người. Hàng này hôm qua chưa có lên đâu, chứ hôm qua mà lên mấy mẫu này các chị chốt nhiều lắm luôn ạ. Mà tại vì hôm qua em không có đủ thời gian để mà lên. Thật sự là không có đủ thời gian để mà lên luôn ạ. Bộ tiểu thư quần ngắn sau có 25 cân không? Bộ tiểu thư nào à chị Cúc Mai, bộ tiểu thư nào vậy? Thôi lên để mã quần áo tiếp cho mọi người đi chị ơi. C10 37 ok chị Ngọc Trang, một đôi C10 37 này 59.000 là một đôi nhá. Chị còn giày sục thể thao, còn chị Đinh Cherry ơi, giày sục thể thao bây giờ còn mỗi 3 năm 36 được không? 119.000 là một đôi, mà còn có hai size nữa thôi. Cái này để lại đi. Chị Ngọc Thảo size 36 này. Ok chị Ngọc Thảo size 36, chị Ngọc Thảo này ok. Treo ở trên không có vừa đâu chị ơi, 28 cân đổ lên size đại chị ơi. Rồi mẫu này dùm em này, cho chị Võ Minh Chiến size 37 này. Hết 37 rồi còn 38 được không chị? Giờ còn 38 39 được không chị Võ Minh Chiến? Em có đồ bộ bò sữa dài không em? Đồ bộ bò sữa dài không em? Lần trước lấy hàng đẹp có bộ về hè bé trai. Hè bé trai giờ chỉ còn size 28 đến 35 45 cân thôi chị ơi. Rồi mã này chị nên comment dùm em là mã C11 nha mọi người nhá. C11 và kèm cân nặng lên dùm em. Từ 22 cân đổ lên cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa. Mẫu này là C11 này, em xả nốt cho chị là 49.000, hàng bao đẹp cho mọi người luôn nhá chị nhá. 49.000 đồng một bộ cho em. Lên comment dùm em là mã C11 và kèm cân nặng lên dùm em là được. Hàng này em bán là 55.000 đấy, nhưng có điều là giờ em xả nốt cho chị đâu, chị nào lấy chốt. To quá, ừ to quá chứ em không có, để lần sau có gì lần sau đi ha. Rồi chị nào lấy chốt dùm em là mã C11 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. C11 kèm cân nặng lên dùm em. Mọi người chấm bài thả tim thả like lên dùm em với các chị ơi. Mọi người chấm bài thả tim thả like lên dùm em với nhá. C11 và kèm cân nặng lên dùm em. 49.000 là một đôi cho mọi người. Một bộ, quên một bộ. Cứ một bộ một đôi giờ bán lộn xộn tùm lâm hết. Rồi bác nào là C11 comment là C11 dùm em là được ha. C11 có chị nào chốt không? Cho lên quần áo ế đấy ạ. Chả ai thuốc quần áo. Trời ơi, nay lên quần áo gì mà ế thậm tệ dữ trời. Em lên cho mọi người một cái mã quần chip nha. Quần chip này thì gọi như là chị nào cũng cần phải mặc rồi. Hai bộ 25 cân, một bộ 22 cân. C11 hai bộ, một bộ 25, một bộ 22. Ok chị Cúc Ma, một bộ 25. Ok thì giống y nhau luôn này. Này Cúc Mai này. Rồi mã chip này em lên cho mọi người nha. Chip nhà em thì các chị nào thì đã mặc chip nhà em mà các chị biết rồi. Chip nhà em mặc thì chỉ có là bao sướng và bao phê thôi mọi người ạ. Bao sướng và bao phê luôn mọi người. Đây các chị nhìn cho em này, đẹp chưa? Trời ơi, chất của nó gọi như là mát lạnh lành lanh cho em mọi người. Mặc bao mát, bao sướng, bao phê luôn. Cái này cho em, các chị chốt cho em là từ 50 cân đổ lên đến 60 cân đổ lại đều vừa nha. Tại vì cái độ co giãn của nó rất là nhiều luôn. Nên là từ 50 cân đổ lên đến 60 cân đổ lại các chị đều mặc vừa hết cho em. Cái chất của nó gọi như là, cái này nó là chất cốt tông lạnh nha mọi người. Nó lạnh nha, sờ và nó mát cái tay luôn các chị ơi. Chị nào lấy mã này có áo ngực luôn chị ơi. Cái này các chị lên comment dùm em là mã chip 95.000 và đấy giúp em nhé. Không cần phải kèm size đâu. Tại vì em đã đọc, không cần phải đọc kèm cân nặng. Tại vì em đã đọc rõ cân nặng là từ 50 đến 60 cân đều vừa luôn. Đó, một set của em là có 10 cái luôn. Em bán kỷ niệm cho mọi người với giá là 95.000 đồng một set 10 cái luôn. Chị nào lấy thì chốt dùm em nhé. Mua về gọi em quần chip thì mình 3 tháng thì nó phải thay đổi một lần rồi. Nên là các chị nên mua cho em 50-60 cân. Còn nếu mà loại từ 40 cho đến 55 cân em cũng có luôn mọi người. Nhưng mà cái loại này là form to này. Form to này mới về thêm cho chị mà chưa hết hàng, có hàng bán luôn. Chip 95.000 nha chị nào, chip 95, chốt chip 95 vào đấy giúp em là được. Chip 95.000 vào đấy giúp em. Cho chị Thùy Linh Phan Nguyễn, cứ 50 đến 60 cân em bao vừa hết nha. Chị Thùy Linh Phan Nguyễn một chip 95 ok chị này. Nào lấy chip 95 comment chip 95 và kèm mà. Kèm cân nặng vào đấy giúp em. Đây.
Xe 11 là gì? Xe không thấy nhỉ? Ok chị Bông Nguyễn, 24 căn 24 căn. Ok chị Bông Nguyễn nha, mỗi chị quay ra cho em xin nút chia sẻ đi mọi người. Cho chị Lương Thị Kim Trường này, chị Trương Thanh Thúy này. Anh thử xem dép bé còn loại nào, ông gom hết vào đây đi. Mua loại đấy ra. Mua loại để lại đi ạ. Nếu có bò sữa dài. Không có chị ơi, chị Huyền Lương xà. Một set chip ok. Huyền Lương một set chip. Huyền Lương ơi, lên số điện thoại dùm em đi chị ơi. Chị Huyền Lương lên số điện thoại dùm em đi nhá. Cái trên đầu em là 25.000 đồng một cái, chưa 25.000 đồng một cái. Rồi lên đó chị một đôi má đôi dép này để mặc để xó đi chơi này mọi người, dép này là dép đi chơi cho em này. Chị Dung Phương một set chip cái ai. Đừng để trên nhiều quá không có đường đi nhìn quần áo đâu. Nào bảo để lên bò. Chị xoát chim tuyên cái bò này nó có 13 cân đổ lại nên em làm biếng lên size nhỏ xíu. Chip em không có 70 cân đâu chị An An, hôm nay có nhưng nay không có. Đây các chị nhìn cho em này. Dép này các chị mua xỏ đi chơi này, chị nào mà fan gọi như là cuồng màu đen cho em, trời ơi các chị nhìn cho em đẹp chưa? À, nhìn cho em này phê cho các chị ơi. Trời ơi nhìn nó biết là hàng xịn, các chị đi gọi như là bao êm chân luôn mọi người. Cái đôi dép này các chị có thể mặc phối với đủ là mình mặc đồ như thế nào mình có thể đi được đôi dép đơn giản này, mình mặc đồ như nào cũng đi được hết á. Từ size 36 cho đến size 39 dùm em nhá. Từ size 36 cho đến size 39 dùm em. Mua ở bên ngoài gọi như là rẻ nhất đôi này phải trăm mấy nghìn một đôi. Cái này C bao nhiêu? C12 kèm size dùm em từ 36 cho đến 39 dùm em. Mẫu này em kỷ niệm tặng cho mỗi chị một đôi này cho em với giá là bao nhiêu tiền được ta? 79.000 đồng một đôi nhá mọi nhá. Em kỷ niệm cho các chị giá là 79.000 đồng một đôi cho mọi người. Em bán cho mọi người chỉ có gọi như là rẻ hơn người ta rất là nhiều luôn á. Đó, chị nào lấy C10 mấy nhỉ? C12 nhá, comment là C12 và kèm size dùm em. Cái này đi êm chân đó mọi người, không có sợ đau chân cho em này. Đi rất là êm chân, nó dép này là dép sao? Dép đi chơi cho em, rất là xinh luôn. C12 size 39 cho chị Thùy Linh Phan Ngụy có mấy đôi rồi mọi người. Chuyến đầu tiên em bán làm quen cho mọi người, chứ chuyến sau này em không bán giá này đâu các chị ơi. Thùy Linh Phan Ngụy một đôi ok này. Chị Hương Nguyễn size 39, hết size 39 rồi chị ơi. Mỗi cái nó có một đôi à, còn size 38 thôi mọi người. 36, 37 và 38 nhé. Chị nào lấy thì chốt dùm em, cái gót của nó khoảng chừng 2,5 phân dùm em thôi mọi người. Đây, cái gót của nó như thế này này. Đẹp chưa? Trời ơi các chị ơi. Phải nói một câu là đỉnh của chóp luôn, nó quá đẹp luôn mọi người. Đó, 79.000 đồng một đôi thôi. Size 39 hết rồi, chị Quỳnh Lê size 36 này. Các chị có thích lấy hộp không? Lần sau em lấy hộp cho. Lấy hộp là giá cao hơn mọi người. Lấy hộp à, nếu mà các chị thích lấy hộp ý, thì em có thể lấy hộp cho. Một hộp nó cao hơn khoảng chừng 20.000 đồng một hộp. Nếu mà mọi người thích lấy cái hộp ở bên ngoài thì em lấy hộp cũng được. Tại vì do em không lấy hộp để cho nó rẻ hơn thôi. Chứ mất công các chị lại bảo là làm sao mà hàng xịn lại không bỏ vào hộp. Cái lý do nó là như thế. Chứ còn hàng nhà em các chị cứ nhận thì biết. Chứ còn cái hộp là nó tốn tiền hơn mọi người. Cái hộp tốn tiền là hơn 20.000 đồng một cái hộp đấy. Muốn lấy hộp về thì lần sau em lấy cho. Hết size 36 rồi chị ơi, hết size 36 rồi. Còn size 37 và 37 38 nha. Còn 37 và 38 thôi. Chị nào lấy chốt dùm em, đẹp vô cùng là đẹp luôn các chị ơi. Đi cái này lên bao sang chân luôn. Mà cái này em nói thật hợp với mọi lứa tuổi nữa, chị nhìn em này. Trời ơi, đi lên đôi dép nhìn gọi là quá sang luôn. Trời ơi, nhìn các chị nhìn em y như tráng luôn mà nó bóng lộn luôn, rất là đẹp luôn. Size 38 chị Ken Saboy này. Ken Saboy. Thực ra ví dụ như em đi size 38 em có thể lấy nhích lên size 39 vẫn đi được các chị ạ. Vẫn có thể đi được. Ok. Nhiều khi chật hơn thì không dám lấy nhưng mà lấy nhích một tí thì vẫn có thể được. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nhé, qua mẫu nhá. Này đẹp quá. Em thích đi mấy kiểu đơn giản mà. Trời ơi các chị ơi. Đơn giản mà đẹp, nhìn cho em này, đơn giản mà đẹp vô cùng á.
kẹp trên đầu em hai cái đôi, okay, sẽ Ken Saboy này. 79.000 đồng một đôi chị Thanh Thu ơi. Ken Saboy có hai kẹp trên đầu 25.000 đồng một cái nhá, ok chị. Có dây sục bé gái không? Dây sục bé gái hôm qua tranh nhau lần sau nhá. Em có kinh nghiệm là lần sau em lấy nhiều hơn. Rồi chị nào lấy chốt thùm em nha mọi nha, 70 nha. Anh biết cái gì mà nói. Sục có bé thì chỉ sục người lớn. Dạ vâng ạ. À, ôi dồi ôi. Còn màu này nữa nè. Trời đất ơi, thật điên luôn. Nó còn một màu nữa các chị ơi. Nó còn một màu nữa nha. Ê, cái đôi này gọi như là fan của những chị nào gọi như là fan mét mét rưỡi nha các chị ơi. Chị nào fan mét rưỡi còn duy nhất một đôi luôn. Nếu mà hàng mà không đẹp thì không bao giờ mà em nói thật luôn mà bán được các chị tranh nhau mua vậy đâu. Mà các chị nghe giá nó các chị biết rồi đúng không? Nhìn cho em này. Các chị nhìn cho em này. Nhìn cho em từ cái nơ trước này, cái nơ trước này nhìn cho em này. Nhìn cho em cái đế này mọi người. Sang không các chị ơi? Sang con nhà bà chảnh vô cùng luôn, giá cho mọi người là 99.000 đồng một đôi. Em dám khẳng định cái đôi 99.000 này em bán cho chị chưa bằng một nửa giá thị trường luôn. Khi mà các chị ra shop các chị mua đôi này cho em, nó nằm ở cửa cho em giá bèo nhất là chừng 200 hoặc là 220, 250 một đôi. Nếu mà shop nào gọi nó sang sang là 250 một đôi nhìn cho em này. À, còn một đôi size 38 nhá, chị nào lấy lên comment dùng em là mã. Nơ hồng size 38 gạch ngang 99k dùm em. Còn một đôi cuối cùng thôi. Cái này gọi như chị nào mà gọi như thấp thấp đi mấy cái đôi này nên sang vô cùng các chị ạ. Sang vô cùng luôn. Dép bé còn chị ơi, dép bé còn. Còn nhưng mà dép bé còn không có đủ size mấy. Rồi mẫu này này các chị ơi. Cái này màu này nhá, cái vừa xong là màu đen đấy, còn này là màu này này. Bây giờ màu này cho em nó là màu hồng các chị ạ, màu hồng. Chấm chấm lên dùm em với mọi người, C bao nhiêu tiếp theo? C13 nhá, y như cái mã vừa rồi lên nữa các chị ơi. C13 và kèm size 36 đến 39, 79.000 đồng một đôi cho mọi người. Nhận được cái đôi dép này cho em 79.000 gọi nha, sướng nhất cái nách luôn các chị, nhìn cho em cái đá của nó đây. 79.000 đồng một đôi, comment là C13 và kèm size dùm em. Size 31 à? Ừ để em xem mà có size 31 thì em mấy không? C13 chị Hương Nguyễn size 39 này. Chị nào có đơn nhắn tin địa chỉ ở phần tin nhắn dùm em. Chị cái chị Huyền Lương này toàn comment sau mấy cái chị kia không à. Đó bây giờ còn size 36 cho đến size 38 nữa nhá. Còn 36 cho đến size 38 màu nào cũng đẹp chị ơi, lấy mình chốt đi. Nãy mình không chốt được mẫu kia gì à. Không chốt được màu kia giờ mình chốt màu này này đẹp này. C13 và kèm size dùm em. 79.000 đồng một đôi cho mọi người. Size 36 cái chị Ngọc Thảo này. Ok chị Ngọc Thảo đôi cho chị Ngọc Thảo này. Còn 3 đôi nha mọi người nhá. Còn 3 đôi nữa nhưng mà chỉ còn size 37 và size 38 thôi. Kẹp hai cái ok chị Bông Nguyễn này, kẹp 25.000 đúng không? Ok chị Bông Nguyễn này. Rồi ok chị Bông Nguyễn. Rồi chị nào lấy dép nữa thì comment dùm em ha. Đưa một cái mã. Thôi để lên mã này để xem nó có chị nào lấy chốt. Trời ơi màu đen này dép xích luôn các chị ơi. Mẫu này là dép xích luôn, đẹp quá trời đẹp luôn này các chị. Trời ơi nhìn cho em này xịn xò quá chưa, nhìn cho em cái xích của nó này xịn xò vô cùng luôn chưa. Ôi nhìn ra cho em này bao đi mềm, bao đi êm chân luôn. Nên đồ tiểu thư bé tay ngắn quần ngắn. Rồi ok chị Cúc Mai nhá, ok. Rồi mẫu này các chị lên comment dùm em này. C bao nhiêu? C14 và kèm size dùm em. Mẫu này em bán cho chị nó vui nhá, vừa bán vừa tặng nhá, không đẹp không lấy tiền luôn. C14 và kèm size dùm em, từ size 36 cho đến size 39 dùm em. Cái này em bán tri ân cho mỗi chị một đôi này cho em với giá là 69.000 đồng một đôi mọi người. 69.000 đồng một đôi dùm em nhá. Lên comment dùm em là C14 và kèm size dùm em. Cái này có đúng 4 đôi thôi, đẹp chưa? Nhìn cho em cái xích của nó này. Hàng này đang gọi như là cực kỳ là hot luôn các chị ơi. Phù hợp với mọi lứa tuổi luôn dùm em. Này cái đế của nó chị ơi, nhìn cái đế của nó này, nó không phải là đế bệt đâu mọi người, đế kiểu như thế này này. Nó không hẳn là bệt hẳn đâu. Không, cái mẫu này khác. Size 37 cho chị Nguyễn Oanh này. Nhận hàng kẻ các chị cứ nhận hàng và cảm nhận về chất cho em, không đẹp lấy tiền. Nè.
Nguyễn Oanh một đôi cho anh Nguyễn Oanh này, size 39 cho anh Thanh Thu này. 69.000 đồng một đôi giùm em nhá. Ôi nặng thế. Thanh Thu một đôi cho anh Thanh Thu này. Hết 39 rồi chị ơi, 37 cho chị Dung Phương này. Có còn 39 này à? Ui rồi hết 37 rồi chị Dung Phương ơi, hết 37 rồi. Size 39 cho chị à. Chị Nắng Trần có chưa? Nhìn lại xem chị Nắng Trần có chưa? Có ai với ai đọc đọc lại tên cho nào. Ok, size 39 cho chị Nắng Trần này. Ok, chị em tưởng hết mà vẫn còn. Chị Nắng Trần một đôi size 39 cho chị Nắng Trần này. Chị Dung Phương ơi, hết size 37 rồi. Còn 36 và 38 thôi chị ơi, còn 36 và 38 thôi. Size 39 hết rồi. Size 38 cho chị Ken Saboy này. Ken Saboy một đôi ok, 69.000 đồng một đôi. Ken Saboy. Rồi còn một đôi size 36 nữa các chị ơi. Còn một đôi size 36 nữa, chị nào lấy chốt giùm em nhé. Còn một đôi size 36 nữa ha. Nào lấy chốt. Đưa cái mã anh vừa dơ lên, đưa cái mã này cho chị chốt. Ê, cái này còn một đôi size 38 đưa luôn đi. Ừ, đưa đây. Không đâu bỏ, đẩy cái mã đây đây. Eo ơi các chị ơi, cái mẫu này cho em phải gọi là siêu phẩm mọi người. Chị Dung Phương size 36 cũng được á. Đồ ok chị Dung Phương này, đồ ok nhá. Dung Phương có này. Dung Phương một đôi, Dung Phương này. Ok chị, cái này em nói thật nó còn duy nhất đúng một đôi cuối cùng đó chị ơi. Nó còn duy nhất đúng một đôi cuối cùng, không còn đôi thứ hai trong nhà em đâu mọi người. Nhìn cho em này. Trời đất ơi các chị nhìn cho em đẹp chưa, đỉnh của chóp cho mọi người. Cái mẫu này em nói thật với mọi người luôn là cái chuyến này em không có ăn lãi các chị đâu. Nhưng mà đôi sau, lần sau mà em có về nữa này em phải ăn lời. Tại vì cái này em bán đấy em bán thử thôi. 75.000 đồng một đôi, còn một đôi cuối cùng size 38, không còn thêm một đôi nào luôn. Chị nào lấy mã này lên comment dùm em nào mà bướm cam đi. Comment dùm em là mặc cam gạch ngang 38 và gạch ngang cho em là 75.000 nha. Hàng là các chị biết là người ta đang bán là 125.000 không? Các chị biết là người ta đang bán là 125.000 một đôi, tại vì hàng này đang cực kỳ là hot luôn. Mà nhìn cho em này. Em cũng theo phong trào hot em cũng lấy về bán nên em sợ gì. Chị hai cây cải tóc ok chị Nguyễn Oanh này. À, chị Ken Saboy đợi em xíu đi, đợi em tìm đã. Rồi 75.000 nha, chị nào này cam 75 comment là cam 75 vào đấy giúp em. Một đôi cuối cùng em hết hàng rồi. Ok thì quách kim tuyên hết. Còn một đôi này hết hàng luôn. Quách kim tuyên cam. Trời ơi cái mẫu này này các chị ơi. Mẫu này cũng tri ân cho mọi người luôn nè. Chị nào mà trượt mã kia thì các chị phải chốt mã này cho em, có mã này là hết rồi. Cam hết hàng rồi chị ơi. Dép bé size 35 ok chị Nắng Trần để em xem này. Trời ơi mọi người ơi, dã man rồi các chị ạ. Trời ơi nó đẹp dã man con ngàn luôn. Đỉnh của chóp luôn cho em luôn. Trời ơi các chị nhìn cho em này. Nhìn đôi dép cho em thôi là biết là quá sang luôn các chị ơi, nhìn cho em sang chưa. Mỗi chị quay ra cho em xin nút chia sẻ nhá. Nhìn cái đế của nó cho em này. Đế của nó này. Đó, form dép cho em thì đúng là quá đỉnh luôn. Giơ lên cho chị xem. C bao nhiêu? Chị nào lấy mã này comment là C15 69.000 đồng một đôi chúng em. Không phải nói nhiều, không phải quảng cáo nhiều cho em. 69.000 đồng một đôi. Em đố chị nào đi đâu mua được đôi dép này. 69.000 em tặng không lấy tiền luôn. C15 kèm size từ 36 đến 39 các chị ơi. Từ 36 đến 39 nha mọi người nha, chị nào lấy chốt của em. C15 kèm size từ 36 đến 39 giá là 69.000 đồng một đôi, quá đẹp luôn mọi người. Mê mẩn mẩn mê đúng không chị ơi, mê mẩn mẩn mê chưa? C15 cho chị Võ Minh Chiến size 37 này. Hôm qua em like mà có những chị có như chưa cần nghe mã luôn đã chốt trước rồi. Chưa cần phải nghe mã tại vì các chị biết em bán không bao giờ đắt cái gì hết. Trời ơi chị Dung Phương ơi buồn ghê luôn á, lại hết rồi. Quách Kim Tuyên một đôi size 39 này. Cái này có hai đôi size 39 luôn các chị ạ. Cái này có hai đôi size 39 luôn. Quách Kim Tuyên một đôi size 39 này. Size 39 cho chị Nhi Thảo. Ok Nhi Thảo một đôi này. Lên dép bé đi chị. Ok chị Nhi Thảo một đôi cho Nhi Thảo này. Rồi chị nào lấy chốt dùm em nhé. C15 và kèm size dùm em này. C15 và kèm size dùm em. Đẹp vô cùng là đẹp luôn mọi người ơi. Đó 69.000 đồng một đôi. Bây giờ em còn size 36 và size 38 nhá. Size 36 và size 38. Chị gì rồi? Chị Dung Phương ơi, chị lấy size 36 đi. Đi vừa, em bao đi vừa cho chị luôn, em bao đi vừa luôn. Vì chân em là 38 em đi mà em đi thử mã này còn đang muốn vừa luôn này chị này. Em bao cho chị chân 37 đi vừa đôi 36 này luôn tại vì form này là form 1.5. Form này của em là form 1.5 nên là 36 chị size 37 đi 36 cho em bao vừa luôn ha.
hết size nữa chị mua 37 cho mẹ thế á. Nhưng mà form này là form 1.5 chị ơi, form 1.5 hiểu ý em nói không? Có nghĩa là nếu mà 36 nó phải vào gần 37 rồi nha. Em bao cho chị luôn á. Rồi còn hai đôi nữa chị nào lấy chốt giùm em. Còn hai đôi nữa bác nào lấy chốt giùm em ha. Rồi ok, chị Ngọc mơ size 36 luôn này. Form này là form 1.5 nhá, form là sẽ to hơn form bình thường đấy các chị ơi. Nhích lên cho em nửa size nhá. Chị Ngọc mơ này, tại vì em đi thử này em biết ngay. Còn một đôi size 38 hết hàng các chị ơi. Các chị mua cho mẹ á, lần sau em sẽ lấy. Đây, lên cho chị mẫu này đi. Eo mẫu này hàng cao cấp không biết làm sao đây. Xếp của bé mà size 35 chỉ có sandam được không ta? Thế ta mới đây, ui dồi, đây quên lấy đây xếp của bé này, này có mấy đôi nhỉ mọi người? Có dây chuyền các chị ơi, nay có cả dây tim nữa luôn mọi người, dây tim nữa là đẹp, có cả bông tai vàng titan đó mọi người. Một kẹp tóc bé chị Ngọc Ngọc Lan này, có dây luôn. Mới nhận được hàng áo đẹp lắm em, cảm ơn chị Tăng Bảo Phương nha. Trời ơi áo đấy là áo xịn mà hàng sale bảo rồi. Rồi các chị ơi chuẩn bị tinh thần này. 30, 31 và 32 thôi mọi người. Cái này có đúng 3 đôi không có nhiều đâu các chị ơi. Đẹp dã man cho em luôn mọi người. Đẹp vô cùng là đẹp cho em luôn. Các chị nhìn cho em một đôi dép này. Đỉnh của chóp luôn. Nhìn cho em này, 3 bông hoa cho em này. Cái này các chị đừng sợ hàng dán nhá. Đây là hàng gọi như là được đính trực tiếp vào bên trong luôn các chị ơi. Được đính trực tiếp vào bên trong nên là đi biết bao giờ cho nó hỏng các chị. Đi này biết bao giờ cho hỏng trời. 30, 31 và 32. Mẫu này em tặng cho mỗi bé một đôi này cho em với giá là 62.000 đồng một đôi nhé. 62.000 đồng một đôi. Đọc mã C16 kèm size dùm em 30, 31 và 32 kỷ niệm 62.000 đồng một đôi. Kéo ơi các chị nhìn cho em này. Cái màu của nó chị ơi, mê kinh khủng luôn các chị ơi. Nhất là bé nào cũng trông đẹp. Nói chung là đẹp nhức nách luôn. Chị nào lấy chốt dùm em nhé. C16 đúng không? C16 kèm size dùm em. Đó trời ơi 62.000 đồng một đôi thôi. Đôi này mà các chị không mua cho em thì đúng là quá tiếc luôn mọi người. Quá là tiếc luôn. Quá tiếc, quá tiếc. Khu là trời, mẫu này đẹp này mà không ai chốt là các chị. Eo ơi các chị ơi che đi thịt quất này. Em nói thật với các chị luôn, em ăn em bị nghiện luôn rồi các chị ạ. Ăn em bị nghiện luôn rồi tại vì nó quá ngon luôn các chị nhìn cho em này. Quá ngon luôn cho em luôn. Mà cái này của nhà em các chị nhá nhìn cho em này. Nó nhiều nước các chị nhá, nó nhiều nước cho em nó không bị khô đâu. Còn như các chị mua chỗ nào chỗ khác mà nó rẻ tiền nó bị khô các chị ơi, về nhà ăn không ra một cái gì hết luôn. Ôi ôi nó ngon các chị ơi, chua chua ngọt ngọt mà ăn lên rất là ngon, nó cực kỳ là ngon, nó bao hàng luôn. Chị Ngọc Thảo này ok này, không ngon cho trả lại. Ok chị để em lên dây chuyền cho chị Ngọc Thảo một đôi size 30. Ok Ngọc Thảo này, trời ơi các chị nhìn cho em này, nó ngon lắm luôn đó, không phải nó ngon bình thường, nước căng mọng nước luôn mọi người. Cái này các chị lên comment dùm em là mã ô mai. Mã dùm em là mã ô mai và kèm số lượng lên dùm em nhá. 45.000 đồng một gói. 45.000 đồng một gói. Và các chị lưu ý dùm em này, cái này của em nó là form to chứ không phải là form nhỏ đâu mọi người nhá. Form to chứ không phải là form nhỏ đâu. Đẹp chưa? Ngon chưa? Lên comment dùm em là ô mai và kèm số lượng 45.000 đồng một gói dùm em. Nhất là những chị nào mà gọi như đi làm công ty nhá. Một ngày các chị đi các chị mang cho em khoảng chừng 2-3 cái thôi. Cái giờ nào gọi như là mình buồn ngủ hay mình gì thì mình ngồi mình ăn cho em một cái. Trời ơi các chị ơi tỉnh ngủ luôn cho em luôn mọi người. Tỉnh ngủ nó ăn siêu ngon luôn. Trời ơi nó ngon các chị ơi. Ngon kinh khủng luôn, ăn không ngon cho trả lại luôn mọi người. Ô mai ok cho chị Huyền Lương 45.000 một gói này ok này. Ok. Size 32 ok chị Trương Thanh Thúy một đôi này. Trương Thanh Thúy một đôi size 32 này. Chảy nước miếng ngon lắm các chị ơi. Không ngon ba chảo lại cho em cái cho em cái bịch không. Ngon dã man rồi, cái này trước Tết em có bán đấy, chị nào ăn cũng khen ngon mọi người. Chị nào ăn phải nói là cũng có phải là khen ngon hết cho em là quá ngon luôn. Ô mai cho chị Ngọc Trang này ok này. Che đi biệt quất nhưng mà ăn siêu ngon luôn. Em thích bán cái này cực kỳ các chị ạ, tại vì cứ bán nó được ăn, sướng ơi là sướng. Nên vòng cổ đi ok chị. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nhá. Chị Ngọc Trang một gói này, chị Huyền Lương một gói ok chị này. Nào lấy chốt giùm em, siêu siêu ngon luôn.
lên dây cổ đúng không, lên dây cổ nhá. Sao mà lên quần áo không ai mua vô duyên thế nhỉ. Vàng đang được giá, có cái gì đâu bán. Thì hôm nay đường giá hay yếu lắm. Ghê à? Ừ. Cái này hả? Anh ơi, lấy C7, một bộ 22, một bộ 25 cân, C7 thằng nào bên trong này. Nhìn ăn mà chảy nước miếng, ngon dã man quá chị ơi. Ngon dã man. Ô mai chị cúc mai một gói này. Ok, ok chị. Có dép bé còn một đôi bò sữa. Anh ơi, đưa dép bé đôi bò sữa đây. Ê, các con nó chỉ đi xa bao nhiêu, các chị phải comment lên, có thêm lên cho. Nói thì bảo nó hơi vô duyên mà ăn vào nó bị nghiện. Có chị ơi, không muốn mở mồm ra nói luôn ạ. Tặng mỗi đơn một cục ăn thử. Ôi dồi, nếu mà mỗi đơn một cục ăn thử thì nó đơn giản quá các chị ạ. Em mới nhận được đồ rồi, đẹp lắm chị ơi. Cảm ơn chị Quách Kim Tuyên nhiều nha. Đưa một đôi dép bò sữa đây, chị nào lấy chốt. Hôm nay mùng 8 tháng 3 đang được giá, vàng đang được giá, chồng tặng một dây đeo cổ đi. Nhà em thì chỉ có cây 2 vàng nữa chứ không có cái gì đâu các chị ạ. Chỉ có mỗi cây 2 thôi. Các bà đừng hỏi em về cái vụ đấy. Nè, ô mai này. Dép bé số 34 hả? Chai 30 31 thôi, lần sau nhá, lần sau nhá. Rồi, cái này em còn đúng một đôi size 27 thì chị nào lấy chốt giùm em, 62.000 đồng một đôi nhỉ nhá. 62.000 đồng một đôi, còn một đôi cuối cùng qua các bà chốt mã này ạ, à, thật sự luôn. Rồi, chị nào lấy mã này lên comment giùm em là mã Z bò size 27 giùm em nhá, 62.000 đồng một đôi giùm em. Đẹp vô cùng là đẹp luôn. Đi cái này gọi như là không biết đau chân là gì cơ chị ạ. Con các chị đi không biết đau chân là cái gì luôn. Tại vì cái này nó bằng cái này thì làm sao mà đau chân được các chị. 62.000 nhá. Tặng mỗi hay bơ đơn một bịch đi thì có mà bán nhà các chị ạ. Trời đất ơi các chị ơi, bán mà đã rẻ mà tặng về cho em chết. Hôm nào em có điều kiện đi. Khi nào mà gọi như là em chỉ có như chỉ tặng được chị tặng gọi như là đầu năm về cuối năm thì tặng được thôi, chứ còn bình thường mà ai ăn thì đầu like thì được quà đấy mọi người. Rồi, bạn nào lấy chốt giùm em nha. Nên đồ bò sữa quần ngố đi. Đồ bò sữa quần ngố là đồ bò sữa gì trời. Em làm gì có đồ bò sữa quần ngố trời. Còn một đôi Z6 này size 6 nữa mọi người này. Cái này hàng xịn nhá, còn một đôi size 6 này. Cái này giá là 65.000 đồng một đôi nhá. Chị nào lấy nên comment dùm em là mã Z vàng kèm size 6 gạch ngang 65.000. Đế cho em này. Trời ơi, nó xịn lắm mọi người, 65k nó còn đúng một đôi size 6 hết à. Sao còn một đôi vậy chị? Hôm qua có chứ mà tại nay hết. Có Hương Mỹ xả thì sao xả vậy? Không biết. Có duyên gì vậy trời. Ê, cái mẫu này như là cái mẫu dây chuyền chị để đâu rồi ta? Cái mẫu dây chuyền thì như qua mình để riêng mà sao anh biết để đâu trời. Ê đây các chị ơi, dây chuyền cho em này mọi người. Đây nha. Đây là tặng cho mỗi chị một dây mùng 8 tháng 3 này mọi người. Trời đất ơi. Dây chuyền này các chị ơi, dây tim cho em này. Cái này nó đá titan cho em mọi nhá. Đeo biết bao giờ cho rỉ, các chị nhìn cho em này. Trời đất ơi, em nói thật với mọi người luôn là bây giờ nói chung là điều kiện kinh tế thì chẳng phải là gọi như là các chị không có đủ. Mình chẳng phải là mình không có đủ điều kiện để mình mua một cái dây mình đeo đúng không các chị? Nhưng mà có điều là cái này gọi như là mình đeo thứ nhất là để trang trí, mà thứ hai là gọi như là đỡ phải thay nhiều. Em là gọi như là hôm nay, tại vì thực tế một câu là cái dây em đang đeo nó cũng là dây giả luôn đấy các chị ơi, nói thẳng luôn á. Nếu mà dây em đang đeo mà nó là dây thật thì em bằng con các chị luôn. Em là toại nhá, em coi như là xài vàng giả nhiều hơn là vàng thật các chị ạ. Nhìn cho em này. Mà nhìn cho em đẹp chưa? Nó sáng lấp lánh nữa, mà cái này nó bằng titan cho em mà nhá, nhìn cho em đá titan, nó dây tim cho em mọi người, đẹp vô cùng là đẹp luôn. Cái này nói chung là các chị mua cho em mà chuẩn hàng này là các chị mua bên ngoài là 250 một dây đấy. Em ở Tân Thạnh Đông, Củ Chi chị ơi. Đừng mang ra tiệm vàng bán nhá, mất công tôi này đi tù chết luôn đó các bà ơi. Mẫu này dùm em này. Không, nói tặng không đồng thì là không phải, nhưng mà bán chiên cho mọi người thôi. Chứ các chị lại tưởng tặng không đồng thì em lấy tặng không đồng ra đâu mà bán. Cái giá tri ân này cả chẳng khác gì là giá tặng đâu mọi người. Cái này em chỉ có 7 dây thôi, tại vì hôm qua do em lấy mà bị hết rồi. Thề luôn là cái này của em vốn nó vào là 85.000 một cái đấy, nhưng mà em nói tri ân cho mọi người tri ân, các chị nhìn em cực kỳ là đẹp luôn. Coi như là em vừa bán vừa tặng cho mỗi chị một dây này cho em với giá là tặng nha,
Vừa bán vừa tặng cho mỗi chị một dây này cho em với giá là 45.000 đồng một cái đi. Gọi anh em tặng cho mọi người một nửa giá tiền so với cái giá vốn mà em nhập luôn á, một nửa giá tiền luôn á. Chứ còn các chị bảo tặng không đồng thì sao em tặng được, em vào 85.000 giờ tặng 45.000 em đã lỗ 40.000 luôn rồi. Cái này mọi người lên comment là dây sinh vào đấy giúp em nhá, dây sinh vào đấy giúp em 45.000 đồng một dây giùm em này. Comment giùm em là mã dây sinh vào đấy giúp em, mọi người dây tim này. Trời ơi bên ngoài nó sáng mà nó đẹp vô cùng luôn các chị ơi, một có tim đằng trước cho em này. Đó, bác nào lấy thì chốt giùm em. Dây sinh dùm em 45.000 đồng một dây. Em đố chị nào đi mua được cái dây này giá 85.000 đấy. Em đố luôn ạ. 85.000 người ta còn phải ăn lời chứ, chả nhẽ người ta về người ta bán không công cho các bà chắc. Chị nào lấy chốt dùm em nhé. Có tất cả là 8 dây thì mọi người có tất cả là lộn mấy dây, 7 dây thôi. Dây sinh và kèm số lượng nên dùm em. Dây sinh cho chị Vũ Mạnh này 45.000 đồng một dây nhé. Về nhà không sáng cho trả lại luôn. Xong in được ta. Chị Thần thì Cẩm Nhung có dây sinh là ok này. Có cả bông tai nữa, đẹp lắm mọi người. Dây sinh cho chị Phần thì Cẩm Nhung. Sao tất cái mình thế nhỉ, kiểu cái máy tạo đời. Chị Huỳnh Đen này, em nhập vốn là 85.000 đồng một dây đấy các chị ơi. Chẳng nhẽ giờ đi bán cho chị giá 90.000, các chị bảo ui rồi con này cái gì nó cũng đòi ăn lời. Ngày mùng 8 tháng 3 mà nó cũng ăn lời luôn. Cho chị Đinh Cherry này, ok này. Đinh Cherry một dây sinh này. Ôi sao lâu thế. Chị Nhi Thảo một dây sinh ok này. Nhi Thảo có rồi chứ không biết có đủ không trời. Để em xong bắt đầu em bấm dự bị nhá. Ôi, sao bắt đầu tự nhiên đứng im nhỉ. Chị Ken Sa Boy này, chị Nắng Trần này, ok này. Ken Sa Boy và Nắng Trần này 45.000 đồng một dây nhá, có tất cả 7 cái thôi. Có tất cả 7 cái chị nhìn xem. Trời ơi ngày nào đeo vẫn cứ sáng, vẫn cứ đẹp, chả bị đa ham, chẳng bị rỉ, chả bị làm sao cả các chị ạ. Em đang đeo là dây giả đấy, mà là dây thật đâu các chị ơi. 2, 4, 6, ui dồi may quá đúng 7 chị luôn nè, anh ơi. Này bóc từ đấy nè. Rồi đủ 7 chị rồi nhá mọi người nhá. Hết dây sinh rồi mọi người, hết dây sinh rồi đủ 7 chị rồi. Rồi tiếp theo mã này cho mọi người này. Trời ơi các chị ơi, cái mẫu này cho em là nó đẹp dã man đẹp. Nó 1, 2, 3, 4, tất cả có 5 đôi thôi mọi người. Cái mẫu này tất cả em có 5 đôi chứ không có nhiều đâu các chị ơi. Đẹp vô cùng là đẹp luôn, đây các chị nhìn cho em này. Đẹp vô cùng, nó đeo cái kiểu mà gọi như là nó chạy cái vòng tròn cái tai của mình nó rất là xinh luôn. Dây sinh em hết rồi chị ơi. Dự bị dây sinh cho chị Trần Thủy nhá. Đây nhìn cho em này. Không có bỏ ra nữa nha mọi người nha, không có bỏ ra nữa nha. Em bao đẹp cho mọi người luôn. Và đằng sau cho em là nó cái dạng gài đằng sau cho em này. Đẹp vô cùng luôn. Cái này tặng mỗi chị đôi này. Heo ơi. Cái này em nhớ là cái đợt trước, năm trước em có mua một đôi là giá là 135.000 đồng một đôi đấy. 135.000 đồng một đôi cho em, các chị nhìn cho em này. Cái này em tặng cho mỗi chị một đôi cho em với giá là 45.000 đồng một đôi nhá. Xin thề cái này em gọi như là không lãi chị một xu 1.000 nào luôn mọi người. Không lãi một xu 1.000 nào luôn đấy, tặng 45.000 này. Cái này các chị lên comment dùm em là mã D1 đi. D1 và kèm số lượng lên dùm em 45.000 đồng một đôi cho mọi người. Cái này là vừa bán vừa tặng thôi chứ các chị thử nghĩ 45.000 đôi này làm sao mà em nhập được các chị ơi. Không thể nào nhập được luôn mọi người. Lên comment dùm em là D1 nhá, 45.000 đồng một đôi dùm em. Cái này nó là bằng titan mọi người, cái này bằng titan nhá. Đó, chị nào lấy D1 comment là D1 dùm em. Hôm nay live vội quá không có thời gian để mà đeo quá chị ạ. Hôm nay live vội quá không có thời gian để mà đeo luôn ạ. D1 cho chị Đỗ Thị Uyên này, thề nó không đẹp cho trả lại luôn. Cái mẫu này dễ móc này, nhìn thấy đường này. Em để lấy em đeo luôn các chị ơi, em là mê mấy cái đồ này lắm luôn. Các chị nhìn cho em này, đôi này cho em nó là đôi chai móc nha mọi người nha, vào của em nó là màu vàng. Các chị nhìn cho em này, thực tế là mọi khi em mua là nó không có cái chốt đằng sau đâu. Mà cái này nó có cả chốt đằng sau, các chị thấy không? Nó có cả chốt đằng sau luôn này. Mà cái hạt ngọc đấy em mua nó là hạt ngọc to nhá, không phải hạt ngọc nhỏ đâu. Hạt ngọc nhỏ thì nó sẽ rẻ hơn, nhưng em sẽ mua hạt ngọc to luôn. Cái lão già, điện thoại của lão lúc nào trong tình trạng hết pin. My ơi, chị chẳng nhìn đường, My ơi vào đọa đeo dùm chị coi. Chẳng nhìn thấy đường hết rồi. Chị Đỗ Thị Uyên này, ok này. Nè, hết view rồi. À đây đây, còn một đội view chị Trần Thủy này. Này chị Đỗ Thị Uyên, một cái này 45.000 này. Đeo dùm chị coi. Có vàng đeo bao giờ nó trắng tịt. Mẹ toán đi chơi vàng giả không à? Không, tật rồi bà ơi. Không có tịt đâu, khổ quá. Con nhỏ thâm này. Làm sao mà ấy được? Tật rồi. Muốn khủng quá, vậy sao mà thử được trời. Dưới bên này đeo được không? Cái lỗ con nhỏ này nó bị làm sao? Chị vẫn đeo mới hôm qua, hôm kia vẫn đeo bình thường. Bà bị làm sao bà? Mới quá. Bên này đi, đeo cố bên này đi. Đeo đẹp nhở? Sáng đẹp với màu xào.
Đeo cái này cho nó dễ, ngôi sao nghe nó lâu rắc rối quá. Chọc mắng vô không? Ừ, đợi bà tao không trượt phát nào. Rồi. Đấy các chị nhìn ra em này, nó còn có cả một cái chốt ở đằng sau nữa các chị ơi, nhìn ra em này có cả cái chốt đằng sau nhưng mà thôi. Em nghĩ là không đến mức mà phải sử dụng cái chốt đâu các chị ơi, nên là thôi em không cần. Tại vì rơi làm sao được, mọi người, nó cong như thế này thì làm sao mà rơi, các chị nhìn ra em đẹp chưa? Mẫu này nhá mọi người nhá, nó bằng màu vàng cho em các chị ơi. Cái này nó bằng màu vàng cho em, không phải là màu trắng đâu. Màu vàng thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đó chị ơi, đẹp chưa? Đó, bông ngọc cho em này. Đó, em mua bên ngoài nó hơn 100.000 đấy. Mẫu này tặng mỗi chị đôi cho em với giá bao tiền đây? 35.000 là một đôi nhá, 35.000 là một đôi. Chị nào lấy mã này comment là D2 và kèm số lượng lên dùm em nhá. Cái này kể cả mẹ cũng dùng được mà con cũng dùng được luôn. Ví dụ như con các chị khoảng chừng 10 tuổi trở lên là các chị có thể đeo cho con được rồi. Đó, mình cũng đeo được mà con cũng đeo được. Lên comment dưới là D2, D2 dùm em nhá, tặng là 35.000 là một đôi, bán cho vui các chị ơi. Eo ơi, mà nhiều khi bán rẻ quá chị sợ là không đẹp mọi người ạ. Người ta cứ bán cho chị chém tiền trăm thì các chị nghĩ là xin, em bán 35.000 khéo các chị là nghĩ là hàng để quá. Nhưng mà y chang hàng người ta bán hơn 100.000, nó chị nào lấy D2 chốt D2 dùm em. Thôi lên vậy thôi, chị nào lấy chốt thôi. D2 dùm em nhá. Ờ các chị ơi, chấm chấm lên dùm em với nào. Chị Thanh Thu ơi, chị bảo gì đấy chị? Đây, mẫu này cho em này, cái này còn size nào vậy? Còn đủ size không? D2 cho chị Thần Thị Cẩm Nhung một đôi này, 35.000 nếu không xịn cho trả lại luôn. Khiếp, em đeo mà nó nặng cả cái tay với tay các chị ơi. Eo ơi, cái ngọc này nó là ngọc xịn đó mọi người, cũng không phải là ngọc dởm đâu mọi người. Nó đeo đến nó nặng cái tay tay luôn á. 35.000 là một đôi, đúng là cái này nếu mà bình thường em bán là 49.000 là một đôi đó. Em ở Tân Thạnh Đông, Củ Chi chứ ơi, từ nãy giờ trả lời 4-5 câu thì chúng nghe hả chị? Ừ. Cái này em còn đủ size nhưng mà nhá, từ 36 cho đến 39 mọi người nhìn cho em này. Nhìn cho em đẹp chưa, cái đế của nó mọi người ơi. Từ size 36 cho đến size 39 dùm em. Cái này C bao nhiêu? Cái này các chị comment dùm em là C17. Kèm size dùm em từ size 36 đến size 39 dùm em nhá. Mẫu này em kỷ niệm cho mỗi chị một đôi này cho em, vừa bán vừa tặng nhá. 75.000 một đôi cho em. Ấy lộn, 79.000 các chị ơi, lộn nha. Mã này là 79.000 phải 75.000 đâu em lộn. Không mất công các chị chửi em chết. Lên comment dùm em là mã C bao nhiêu? C17 kèm size từ 36 cho đến 39 dùm em, giá kỷ niệm cho mọi người là 79.000 đồng một đôi. Đó, chị nào lấy chốt dùm em. Cái này kể cả các chị mua cho các chị đi cũng được, mà các chị có thể mua cho tặng cho mẹ cũng được mọi người, tặng cho mẹ cũng đều được hết cho em luôn. Đó, cái giá cái mẫu này là phù hợp này. Bộ đeo sau lưng, bộ đeo sau lưng chỉ có size nhỏ thôi chị ơi, không có size lớn gì ạ. Chỉ có size 20 mấy cân đổ lại thôi. Đó, chị nào lấy chốt dùm em là mã C17. C17 và kèm size vào đấy giúp em là được. C17 kèm size. Đây, chị nào hỏi dép size bao mấy đây? Dép size bao mấy em có mẫu này này mọi người. Chia sẻ, thả tim, thả like lên dùm em với mọi người ơi. D2 không có size 35, chị Hương Nguyễn là có size 36 đấy chị. Lập thể cánh rơi còn không? Lập thể cánh rơi còn không? Lập thể nào cánh rơi thì sao em quên nhớ ta. Đây các chị ơi, cái mẫu này em có size từ 30 cho đến 33 rồi nhá. Sandal cho bé đi học này mọi người, từ 30 cho đến 33 dùm em này. Hàng này em mới mua cho con bé nhìn ăn 95.000, mới mua cách đây 4 hôm. Xong bắt đầu không tính là bán dép, xong bắt đầu hứng hứng này lấy dép về bán này. Kỷ niệm cho mọi người là 65.000 là một đôi. Lên comment dùm em là má C18. C18 và kèm size dùm em nhá. C18 kèm size vào giúp em. Cái này em bao size bé từ size 20, từ size 26 á chị ơi. Từ size 26 cho đến size 33 mà nhá. Từ size 26 đến size 33 dùm em, kỷ niệm cho bé giá 65.000 đồng một đôi. À, chị Thái Thảo, nhân viên đang chốt đơn chị ơi. Nhân viên đang có chốt đơn chị ơi. Sao tự nhiên các chị email rồi không thấy chị nào comment nữa vậy trời. Cái mã 65.000 là C bao nhiêu rồi? C18 đấy, nói C18 chứ C18 dùm em. Ủa sao tự nhiên chẳng ai comment gì hết nữa, sao mà lên hàng được các chị? Nhưng chẳng ai comment gì, không biết lên hàng gì luôn á. Rồi đây, lên cho chị một cái mã Z này, hàng xịn này mọi người, hàng hịn nhá, cao cấp luôn, chuẩn hàng đét, hàng cao cấp luôn này. Cái này mà bà nào gọi như chị nào mà chuyên gọi như săn lùng Z thì biết ngay mẫu này đang hot cỡ nào luôn. Chị nào mà đang săn lùng dép là các chị biết ngay là đôi dép này nó đang hot cỡ nào luôn. Hàng cho em chuẩn, hàng cao cấp luôn, các chị nhìn cho em này.
Eo ơi, bên ngoài nó đẹp lắm mọi người, bên trên like nó hơi bị mờ chứ bên ngoài nó đẹp vô cùng là đẹp luôn á. Bên ngoài đẹp hơn ở trên like nha mọi người nhá. Size 18, size 33 chị Hương Nguyễn này. Hương Nguyễn có một đôi size 33. Khổ quá, lên quần áo có ai chốt rồi mà lên, các chị hỏi chẳng bao nào chị trả lời thì chốt kiểu gì. Cái này em có hai màu, màu xanh là một và màu vàng là hai mọi người ơi. Màu xanh là một và màu vàng là hai, màu vàng em còn size 36. Màu vàng thì em còn 36 và 38, còn màu xanh thì em còn 37 và 38 này, cho chị coi hai màu này. Cái này là mã C bao nhiêu tiếp theo? Gì? C19 nha mọi người, lên comment dùm em là mã C19 và kèm size dùm em. C19 kèm size 36, 37 và 38 các chị ơi. 36, 37 và 38 dùm em nhé. Mẫu này em bán tặng cho mọi người luôn với giá là bao nhiêu tiền nữa các chị ơi? 89.000 đồng một đôi nha mọi người. Mẫu này cho em là 89.000 đồng một đôi này. Trời ơi siêu xịn nó các chị ơi, nhìn cho em đẹp chưa? Đó, chị nào lấy lên comment dùm em C19. C19 kèm size dùm em, 36, 37 và 38 dùm em. Đi cái này mà không êm chân cháu chị trả lại luôn. Cái này chị nhìn cho em này, cái ngọc của nó đính trực tiếp vào bên trong cho em, nó không phải là hàng có nhà dán dán bằng keo nến đâu. Toàn bộ có nhà được đính rất là chắc chắn luôn, 89.000 đồng một đôi dùm em nhá. Êm dã man luôn, đi rồi này bao êm chân luôn. C19, chị nào là C19 chốt C19 kèm size. Mỗi chị mình quay ra cho em xin nút chia sẻ đi mọi người, mất mẹ cái bịch đâu à. Bộ bạo bò sữa trên cao không có 13 cân nữa chị ơi, không có. Rồi có chị nào chốt dép nữa không? Không chốt dép thì thôi em đổ chuyển hệ qua quần áo nha. Không chị nào chốt dép thôi em chuyển hệ qua quần áo. Giờ này các chị hết chốt rồi. Có dép mà quay size 31 đi mềm chân. Chị Đỗ Thị Huyên ơi, mà mềm chân là cái mã vừa rồi đấy chị. Mềm chân là cái mã vừa rồi, cái mã 65.000 á. Lại toàn dép xịn mà thôi bỏ la đi anh ơi. Ngưng dép đi. Ngưng dép thì bỏ ra đi, không trông không lên dép nữa. Lên dép giờ này không ai chốt nữa đâu. Lên mà không chốt được đôi nào thì là không lên nữa. Không quay á. Không quay mà sai á. Không quay mà sai 30, 31. Đây này chị Đỗ Thị Huyên này, còn đúng một sơi nên sai đôi 31 này à. Cái này còn đúng một đôi này à. Đúng một đôi cuối cùng luôn, size 31 này. Cái này đi bao êm chân luôn chị ơi. Em bao đi êm chân luôn, 62.000 đồng một đôi này. Đấy còn một đôi cuối cùng luôn. Bao đi êm chân luôn, nó sướng cực kỳ luôn. Cái cây như vậy trang 25.000 đồng một cây chị ơi, 25.000 đồng một cây nhá. Em mới nhận được hàng rồi nha chị. Cảm ơn chị giữ hàng em rồi. Cảm ơn chị Trần Nguyệt nha, nhận hết đơn cho chị ơi. Nhận hết đơn chưa? Ủa anh cho nó đi học à? Anh. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nha. Trời ơi kiếm cái bịch cho vào mà không biết cái bịch nó để đâu thì không biết nữa. Rồi ok chị. Ủa mà đơn hôm qua sao? Hôm qua là hôm qua sau này nó chưa có nhỉ. Rồi chuyển hệ qua cái khác đi mọi người. Chuyển hệ qua cái khác đi. Hôm nào đấy. Lấy cho chị một cây, ok chị Trần Thủy một cây này, ok chị nhá. Ok, ok chị. Thôi nên dép tiếp. Chết mẹ rồi, chết rồi các chị ơi. Nếu mà chị nào mà không còn cái cây cài này thì thông cảm dùm em nhé. Nghĩ cho em không còn đủ số lượng đâu. Hết rồi. Nó đang không đủ cả một đống bill rồi này. U là trời hôm qua. Dung đúng không? Ok, chia sẻ lên em lên cho đây mọi người nhìn cho em này.
Cái mẫu này thì gọi như là đang quá là hot luôn mọi người ơi. Cực kỳ là hot luôn. Cái này nó có nhiều hình cho em nha mọi nhá, không có chọn hình, chọn hiếc. Chọn hiếc gì đâu mọi người. Em tặng cho mỗi chị một cây này cho em với giá là 23.000 một cây nhá. 23.000 một cây này, hàng đang hot này, mà cái kẹp này được rất là nhiều tóc luôn, không phải là kẹp mỏng manh đâu mọi người. Rất là chắc chắn 23.000 một cây. Lên comment dùm em là má kẹp 23.000 kèm số lượng lên dùm em nhá, kẹp 23.000 kèm số lượng lên dùm em. Cái này nó có nhiều hình lắm á chị ơi. Cái này nó có nhiều hình lắm luôn, 23.000 một cây dùm em. Kẹp 23.000, kẹp 23.000 kèm số lượng. Không chọn hình nha. Cho chị xem vài hình này. Đây các chị nhìn cho em, cho chị xem vài hình này đẹp chưa. Đó. Cái này em thấy người ta chạy quảng cáo người ta bán, trời ơi hot dã man luôn. 23.000, 23.000 là một cái. Lên zoom đúng không? Rồi ok, kẹp 23.000 nữa xong là lên zoom. Mỗi chị quay ra cho em xin nút chia sẻ ra đi mọi người. Mỗi chị quay ra cho em xin nút chia sẻ ra đi. Lên zoom nha. Quên mất em còn mấy cái khoác này hàng cao cấp này, chị nào lấy chốt này. Em còn mấy cái khoác này nhưng mà khoác này nó hàng xịn, mọi người, hàng này siêu xịn sò luôn á. Đấy khoác này là hàng 79.000 đồng của em, nó là hàng cao cấp này, hàng người ta bán bên ngoài mấy trăm đấy mọi người. Xịn vô cùng, nó là 79.000 đồng một cái, nhưng 79.000 là giá thanh lý đấy các chị ơi. Nó đẹp chưa? Form này thì dành cho bé phải từ 30 cân đổ lên các chị ơi, 30 đến 45 cân đổ lại vẫn vừa mới vừa được. 30 đến 45 cân đổ lại mới vừa được nha. Cái này trai gái đều mặc được trừ màu hồng đó, còn cái này trai gái đều mặc được này. Chị nào lấy mã này comment dùm em là mã khoác 79.000 và kèm cân nặng lên dùm em. Khoác 79k và kèm cân nặng, có kèm khẩu trang luôn, rất là xịn, nó có mấy cái hàng cao cấp nha. Khoác 79.000. Em nhận hàng xin. Mấy anh công ty hỏi em mua gì nhiều vậy. Sao giới thiệu bạn bè ủng hộ cho em chị Trần Nguyệt. Giới thiệu bạn bè ủng hộ cho em. Rồi chị nào lấy khoác 79 comment dùm em là khoác 79.000 nhá. Chả thấy ai comment gì vậy, lại gì trời. Sao chẳng thấy ai comment gì nó hết vậy. Like mà các chị ngồi im vậy, các chị bảo em lên gì được mọi người. Lên gì được đâu. Thôi thoát ra các chị ơi, thoát ra vào lại để lên quần áo đi mọi người ơi. Có cần thoát ra không? Beo bé đi chị, em chờ nãy giờ beo đúng không? Rồi okay, beo. Ủa sao qua phụ like ghi mãi vậy trời. Minh. Vào phụ like ghi mã đi, giáo già rồi. Chờ con đi học mà không gọi người vào ghi. Chịu ạ. Thôi lên quần áo nha mọi người nha, lên quần áo đi. Thôi giờ này lại không lên dép được đâu. Lên dép có ai chốt ở đâu mà lên. Dép phải bán đắt thì mới lên, chứ bán kiểu mà lên mã 1-2 đô thì chốt làm gì. Mã tiếp theo đi em. Cười thành ơi. Rồi C20 và kèm cân nặng lên dùm em á chị ơi. C20 này dùm beo này đó, bà nào hỏi từ nãy giờ thì chốt nha. 40.000 là một cái thôi. Size bé từ 15 cân đến 23 cân em bao vừa mọi người. 15 cân đổ lên cho đến 23 cân đổ lại em bao vừa, lên comment dùm em là mã C20 kèm cân nặng lên dùm em. Đằng sau của em nó là có cột nơ cho em rất là xinh luôn các chị ơi. Đằng sau nó có cột nơ. Đây zoom đây chị ơi, zoom đây chứ còn là gì zoom đây nữa. Tay cho em là tay cánh tiên này, không đẹp không lấy tiền cho chị luôn. Có cái đường xếp ly ở đằng trước này, C20 kèm cân nặng. Cái này các chị không chọn màu dùm em nhá. Cái này em chốt theo cân nặng, nói chung chọn màu đó, màu nào cũng đẹp mọi người. C20 và kèm cân nặng lên dùm em. Bà nào hỏi beo suốt từ đầu lại đến giờ ở đâu. Không chị, 25 cân không vừa đâu. Không vừa 25 cân đâu. Đừng nói lên này, không có ai chốt nhá. Cái cài tóc bên đắp con em. Ừ, quả lấy có mấy chục cái, nhiều bán đắp. Mẹ bán có 25.000 cái làm thì bán được giá lắm. Lời được 2.000 đồng, 1.500 cái. Bán lời được 1.500, 2 cái.
đó, bởi vậy nên toàn hỏi cho có không, bà toàn gọi như là hỏi cho có không à, bà nào cũng hỏi rung 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 lên ngồi im luôn, bà nào bảo sao luôn. Thôi không lên theo yêu cầu của bà nào đâu, em lên theo cảm hứng của em thôi. Đấy, các chị thấy em hỏi cả một đống xong lên chả ai bảo sao, nó ngồi im như tượng luôn, chị chết. Rồi mẫu này dùm em nhé, cái này còn hai bộ, nó xả nốt 35.000 đồng một bộ thôi, xả nốt 35.000 đồng một bộ này. Nó có quần ngố và quần đùi em không chọn đâu, nên chốt theo cân nặng thôi. Comment đại dùm em là bộ 35.000 và kèm cân nặng lên dùm em. Chị nào lấy bộ 35 chốt bộ 35 vào đấy giúp em nhé, đẹp chưa, mệt nè. Cái này chốt cho em từ 17 cân đổ lên đi, 17 cân đến 25, 26 cân đổ lại vừa. Comment là bộ 35.000 vào đấy giúp em. Chị nào lấy bộ 35 chốt bộ 35. Bộ 35 còn 2 bộ nhé, bộ 35 còn 2 bộ nữa. Nên tôi đang lên dép mà mình lên quần áo phản ế ế rồi gì. Bộ 35.000 kèm cân nặng lên dùm em. Tối hôm qua nhỉ, tối hôm qua lúc em like cái góc cuối like á, có một cái bà này bà ấy vào và chốt đáo lúc để, nó biết qua có chị nào mà xem cuối live hay không, vào hỏi chốt hết cái này đến chốt cái kia, chốt hết cái này đến chốt cái kia luôn. Vậy xong bắt đầu kêu bảo là có gì á, để mai em chuyển khoản cho, gửi số tài khoản em chuyển khoản cho. Các chị biết hồi sáng nó mở ra làm sao không? Xóa hết sạch bình luận luôn, em vào em tìm tên không thấy, vào xóa hết sạch bình luận, nó không còn một cái bình luận nào luôn. Em đúng nên chịu luôn các chị ạ, chịu mấy thành phần tảnh hơi vậy luôn ạ. Em lên vài mã quần áo thôi, không bà nào chốt cho em nhỉ like đâu mọi người ơi. Sao lên quần áo chẳng ai chốt gì, thì làm miếng lên ghê luôn á. Lên chẳng có bà nào chốt được cái quần cái áo nào, kiểu như là không phải like lên đồ, nên là lên đồ chẳng ai chốt gì. Bình thường lên quần áo các chị vẫn chốt bình thường, mà hôm nay tự nhiên lên giày dép lên quần áo chả ai mua gì. Rồi mẫu này dùm em đấy, giống như ví dụ mã dùm nên hỏi từ đầu like lên chả ai bảo sao luôn. Nên là các chị toàn hỏi cho có không à, toàn hỏi cho có không à, không lên thì bảo không lên, lên thì chả ai bảo sao luôn. 10 cân đổ lên cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa nhá, chị nào lấy chốt dùm em. 99.000 đồng một là 99.000 đồng một là một set chip dùm em nhá, từ 10 cân đổ lên đến 30 cân em bao vừa. Không bán 5 cái đâu, bán từ bán 10 cái không bán 5 cái đâu. Cái này cởi đang có hết hàng á, chị cứ hỏi. Comment dùm em là chip bé 99.000 và kèm số lượng lên dùm em. Không còn đơn nào. Chị nào lấy comment dùm em là chip bé 99.000 kèm số lượng nhá. Chip bé 99.000 đồng và kèm số lượng lên dùm em. 99.000 đồng là 10 cái cho em luôn chị ơi, chị nào lấy chốt dùm em nhé. Có áo thun bé gái 6 tuổi, em có áo chị ơi. Các chị cứ comment cân nặng đi cho nó dễ, cứ hỏi hỏi tuổi 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 biết đường nào mà trả lời chị. Các chị cứ comment theo cân nặng đi mọi người, chứ còn đừng hỏi tuổi mọi người. Mỗi một bé một cân nặng khác nhau, chứ hỏi tuổi xong mà trả lời được mọi người. Ok này, chiếc bé chị Cúc Mai 25 cân này. 25 cân chỉ là 3x thôi. Cúc Mai có này. Chị Phần Thị Cẩm Nhung có 30 cân này. Dung bé 25 cân không vừa đâu chị ơi, dung bé chỉ có 23 cân đổ lại thôi. Ok chị Phần Thị Cẩm Nhung có chip bé rồi, chị nào lấy chip bé, con này là chip bé và kèm số lượng lên dùm em nhé. Lên cho chị một mẫu này, em lên cho chị một mẫu này. Áo lẻ bé gái 20 cân không có chị ơi. Nọc mã tiếp theo C21 đúng không? Cái này chỉ comment là C21 và kèm cân nặng kiểu giày dép chút đơn lâu hơn quần áo à. Sao à? Gì? Thấy mọi khi quần áo vậy em chốt xong lâu rồi. Hay nên lo nhiều chuyện. C21 nhá, chị nào này C21 comment là C21 và kèm cân nặng, các chị nhìn cho em này. Bên hông này cho em là nó có một cái túi nhá, vải của nó siêu siêu đẹp luôn. Cái này là lụa mango cho em siêu đẹp luôn này. C21 và kèm cân nặng 18 cân đổ lên cho đến 26 cân đổ lại em bao vừa. Mẫu này em kỷ niệm cho mọi người với giá là
45.000 là một bộ các chị ơi, 45.000 nhá. Quần này cho em nó là quần dáng ngố đấy, chị nhìn em đẹp chưa? Nó có, nó khoảng chừng đến đầu gối chân á, qua đầu gối một chút xíu. Chị nào lấy C21 comment là C21 và kèm cân nặng lên dùm em. Nó đẹp, ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ luôn. C21 và kèm cân nặng lên dùm em. Cái này nó có nhiều màu, không có chọn màu nữa nhá. Thương hiệu quần áo bán ế nha. Thương hiệu quần áo bán ế dã man luôn. Hàng còn hàng đẹp, đây có mấy chục nghìn mà không lên comment. C21 và kèm cân nặng. Chị Vân Trần đơn tối hôm qua đang chốt, chị ơi, đang chốt chị ạ. Nên quần áo ế ngoài chốt luôn. C21 cho chị Ken Saboy này. Chị Ken Saboy này chị lấy cái gì chốt chắc chắn dùm em nha. Mà nhớ cho em chốt đủ đơn mà không có dồn đơn đâu nha. Cái này 4 bộ mà tăng 1, 2, 3, 4, 5. Ken Saboy. Cho chị Trúc Mai 2 bộ này. Ok, chị Trúc Mai có 2 bộ này. Dumbbell 40.000, chị ơi, size 23 cân đổ lại 15-23 cân chị ạ. Trúc Mai có 2 bộ, chị Trúc Mai này. Rồi, C21 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. 45.000 thôi, cái này là giá vừa bán vừa tặng, giá tri ân đấy mọi người. Lấy em thêm một cherry Việt Quất. Ok, chị Vân Trần, được chị ơi, được nha. Rồi mẫu này dùm em này. Rồi ok chị, ok chị. Rồi cái này chị lên comment 25 cân đổ lại dùm em này. Cái này của em nó là cổ tiểu thư cao cấp cho em. Chị nhìn em rất là đẹp luôn. Cái này mọi người lên comment dùm em là mã C22. C22 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. Từ chốt cho em từ 17 cân đổ lên nhá. 17 cân đổ lên cho đến 25 cân đổ lại. Em bao được form này của em là form baby doll. Hàng này bây giờ em xả nốt cho chị 40.000 đồng một bộ luôn đi. Cái này xả lỗ luôn cho mọi người 4 chục luôn ạ. Lên comment là C22 và kèm cân nặng lên dùm em. Form này là form lớn nhá, form này đến form này nó có size đến 25 cân đổ lại vừa đó mọi người, 25 cân đổ lại vừa luôn. C22 kèm cân nặng. Giá kỷ niệm là 40.000 đồng một bộ. Chị nào muốn lấy mấy bộ thì bảo em nhá. Lên size lớn nó, size lớn bao nhiêu cân em lên cho, có mã ôn mẫu đôi giày đấy. Đưa mẫu đôi giày cho chị đi. C22 và kèm cân nặng lên dùm em, kỷ niệm là 40.000 đồng một bộ cho mọi người. Cái bộ này nó quá đẹp luôn mọi người. Ở đây đôi giày đây. C22 và kèm cân nặng. Beo xong có 28 cân thôi chị ơi. C22 chị Quách Kim Tuyên 20 cân. Đây giờ em lên 40 cân nha chị ơi, giờ em lên cho. Ok chị Quách Kim Tuyên một bộ này. Đây giờ lên 40-45 cân nha. Đây size 40 cân đây. Cái này các chị chốt cho em từ 35 cân đổ lên. Cái này là bán tương tác thôi nhá. Chị nào mình chưa chia sẻ live stream thì nhấn nút chia sẻ live stream lên dùm em. 35 cân đổ lên cho đến 55 cân đổ lại vẫn đang vừa cho em bình thường luôn. Tại vì form này nó là form mặc rộng nên là nhiều cân cũng vừa hết luôn. Cái mẫu này bán tặng cho mọi người luôn này. Mỗi chị bộ cho em 35.000 là một bộ được chưa? Không có tương tác tặng nó 35.000 nữa chị chia sẻ lên dùm em. Nhưng mà phải 35 đến 55 cân mới vừa được nha. Lên comment dùm em là mã C23 kèm cân nặng lên dùm em 35.000 không chọn màu dùm em. Cái này kể cả trai hay gái đều mặc được. Các chị chỉ có gọi như này, comment là ví dụ gái thì khỏi cần comment, nhưng mà trai thì comment là trai dùm em để em lấy á. Để em lấy màu của bé trai cho. C23 kèm cân nặng 35.000, mẫu đôi giày nó đang hot này. Đang hot luôn mà kỷ niệm luôn là 35.000 luôn. C23 và kèm cân nặng lên dùm em. Mimi, sắp cho chị cái này đi Mimi. Cái này chắc không đủ đâu. C23 chị Đinh Cherry 45 cân ok này. Em cho mỗi chị được một cái thôi đi Mi. Ê cái kẹp ở trên đầu em mỗi chị được một cái thôi nha, mất công không đục. Đinh Cherry lên số điện thoại thôi. 35.000 đồng một bộ thôi. Nguyễn Trang 40 cân ok này. Cái gì? Ừ. Em lấy cái bịch đấy em bỏ vô. Ừ. Nguyễn Trang là ok này. Trai chị Vũ Mạnh ok này. Trai cho chị Vũ Mạnh. Kiếp máy quay mạng quay tít luôn. Chị nào lấy C23 comment là C23 và kèm cân nặng lên dùm em nhé. Muốn lên size gì comment lên cho.
Cái này dùm em này, em tặng cho mỗi chị một cái áo gấu này, về nhà mặc cho xinh này các chị ơi. Đây, cái này thì còn một cái này, mọi người chị nào lấy chốt dùm em này, cái này còn một cái này. C23 chị Dung Phương này, ok này. Lên đầm bao nhiêu cân? Đầm nơ hồng phía trên không có đâu chị Trương Thanh Thúy ơi. Size to như vậy em không có đâu chị ạ. Cái này em còn đúng một cái cuối cùng này, chị nào mình lấy thì mình chốt dùm em nha. Áo này cho em là áo hàng cao cấp cho mọi người, nó quá đẹp luôn, nhìn cho em này. Đây, cột cái nơ cho em thì quá là xinh luôn mọi người ơi. Cột cái nơ cho em gọi như là quá là xinh luôn. Cái này các chị có thể chốt cho em từ 28 cân đổ lên cho đến 50 cân đổ lại, em bao vừa, tại vì nó cột nơ form này cái kiểu form rộng rộng đấy. Đầm 37 cân không có đâu chị ơi. Cái này chị lên comment còn đúng một cái nữa, lên comment nốt dùm em là mặc áo hồng 48k dùm em nhá. Cái này nó là chất hàng cao cấp, chuẩn hàng shop cho mọi người. Em chi ân nốt cho chị 48.000 một cái. Hàng 55.000 đồng của em nữa chị ơi. Chị nào này áo hồng 48 comment dùm em là mặc áo hồng 48.000 dùm em. Không có 40 cân quần dài, em không có 40 cân quần dài đâu. Chị có mang đi nhá. Cái form này dùm em là lên cho chị một mẫu này, form to này. 20 cân không có áo hồng nữa chị ấy ạ. Cái này từ 28 cân đến 50 cân đổ lại dùm em. Rồi mẫu này dùm em nhá, lên cho chị một cái mẫu này, bộ tiểu thư hàng cao cấp này, các chị nhìn em đẹp chưa. Form này các chị phải chốt cho em từ 30 cân đổ lên, 30 cân đổ lên cho đến 37, 38 cân đổ lại vừa, 30 đến 38 cân em bao vừa nha. Hàng size đại cổ luôn này. 69 nghìn đồng một bộ hàng cao cấp, lụa hàng cao cấp 69k. C bao nhiêu mi? C24 và kèm cân nặng lên dùm em từ 30 cân đổ lên cho đến 37, 38 cân em bao vừa. Kỷ niệm cho mọi người luôn với giá là 69.000 đồng một bộ hàng này. Thị trường đang bán 180.000 một bộ nha mọi người. Ok cho chị Quách Kim Tuyên này. Hết rồi chị ơi, áo tí em lên mà áo khác cho nhiều mã đẹp lắm chị ơi. 28 ký áo hồng của Quách Kim Tuyên này. Rồi chị nào lấy mã này comment dùm em là C24 nhé mọi nhá. C24 và kèm cân nặng lên dùm em, đẹp vô cùng luôn ạ. Kỷ niệm cho chị giá là có 69.000 đồng một bộ thôi. Không lấy hồng cho chị Đinh Cherry này. C24 và kèm cân nặng 69.000, hàng này xấu cho chị trả lại luôn. Mi ơi. Mi. Ok chị Ken Savoy có 4 bộ này. Ken Savoy có 4 bộ ok. Chị Tuyên Đặng có 35 cân ok, Tuyên Đặng. Tuyên Đặng có ok, chị Tuyên Đặng này. Dung không có 8 cân, chị ơi, Dung có 8 cân. Rồi chị nào đây, C24 comment là C24 nha. C24 và kèm cân nặng lên dùm em. Chị nào đây C24 chốt C24 dùm em. Kỷ niệm cho mọi người luôn với giá là 69.000 đồng một bộ. C24 và kèm cân nặng lên dùm em. Đưa lại đây. Không chịu phép nào luôn á. Xong thì khỏi lên bóc. Thế em là chậm luôn hay là nói luôn cho nó biết đi rồi mình chạm. Trời ơi. Kia bà bỏ cái họ. Bỏ cái chị Đinh đi. Chị Đinh Cherry ơi, em lạy chị luôn á. Chị có cần em phải quỳ em lạy và em xin chị không chị? Có cần em phải quỳ lạy và em xin chị không? Em sợ con người chị luôn á chị ơi. Chị là người âm hay người dương đây chị ơi? Em không biết chị là người âm hay người dương luôn ạ. Có cần em phải quỳ và em lạy và em xin chị không? Hay là muốn như thế nào đấy chị ơi? Chị bom em đến 10 đơn hàng cho chị. Chị tạo đến bao nhiêu cái nick ảo để vào đây chị vì chị đặt hàng rồi. Mình là người âm mà. Mình đâu phải là người, mình là người dương mà mình đâu phải là người âm đâu chị. Tại sao cũng là con người như nhau mà tại sao lại muốn trà đạp lên cuộc sống của người khác vậy chị? Con chị có cơm ăn thì chị cũng phải cho con em ăn cháo chứ. Tại sao mà chị lại trà đạp cuộc sống của em như thế này? Tại sao mà chị này khốn nạn như thế? Chị bom bao nhiêu đơn mà chị vẫn vác cái mặt chó của chị vào đây để chị đặt hàng được vậy? Eo em lợi luôn. Nguyễn Ngô là 1, Nguyễn Ngộ là 2, Anh Nhật là 3, Nguyễn Ngô là 4. Bây giờ này tính Đinh. Xong bây giờ này Đinh Cherry.
Con đợi mẹ ạ, mẹ cho con, mẹ cho con sống với mẹ ơi. Mẹ đừng có sống ác như thế. Eo ơi, tôi sợ bà luôn á. Bà đổi nick Facebook nhưng cái số điện thoại của bà vẫn đang còn ở đây nè. Chị có cần phải em quỳ lại và em xin chị không chị? Eo ơi, em sợ chị luôn á chị ơi. Em nợ chị luôn á. Chị cũng là con người mà chị. Tại sao chị làm như vậy? Em có mắc thù mắc oán gì với chị không? Mà vẫn vác mặt vào đây đặt hàng được. Đổi nick. Đổi nick, số điện thoại còn y nguyên. Eo ơi, đúng sợ thật luôn á chị ơi. Sống ở đời á chị ơi, tạo một tí, gọi như là để, gọi như là tích một tí đức cho con nó hưởng đấy chị. Chị đừng làm như thế chị ạ. Em không có mắc lỗi, không có mắc oán gì với chị đâu. Kiếp trước em cũng không biết em nợ chị cái gì luôn. Chị bom em đến 10 đơn chứ mi, chắc phải 10 đơn, mười mấy đơn luôn rồi á. Chắc phải đến, em nói thật không phải nói điêu, nếu mà chị sử dụng 4 nick chị bom hàng em, chắc em phải đến mười mấy đơn bom của chị luôn rồi đấy. Nếu mà em nói thật với chị luôn á, nếu mà gọi như là, nếu mà để mà em quỳ lại và em xin chị, chắc em sẵn sàng quỳ lại và xin chị tha cho em đấy. Chị cho con em gọi như là có miếng cháo cho nó húp với chị ơi. Trời đất ơi, con người mà em nói thật với các chị luôn, tại sao mà lại có người ác đến như thế luôn các chị ơi. Bom em phải đến mười mấy đơn hàng vẫn vác vào mặt vào đây tạo nick ảo tiếp tục để bom hàng tiếp. Cái số điện thoại đuôi 582 này các chị này. Mà sẵn sàng bỏ 20.000 ra để đặt một đơn hàng và đến mất 20.000 để bom tiếp theo của em 3 đơn hàng luôn. Mình sống mình để một cái tí đức đi chị ơi, mình đừng làm như thế chứ, ác lắm chị ạ. Ác vô cùng luôn ạ. Eo ơi, sợ thật luôn, kinh khủng khiếp luôn cái con người này. Chưa từng gặp cái loại người nào mà kinh khủng như vậy luôn á. Bom em phải đến mười mấy đơn này các chị ơi, tạo đến 5 cái nick ảo để bom hàng luôn. 5 cái nick ảo để bom hàng luôn, nếu mà chị nào mà khách quen nhà em là sẽ biết đấy. Nick anh Nhật đấy. Má nó chó đẻ thật luôn á. Nó bom phải đến mười mấy đơn hàng nhà em được các chị ơi. Mà sẵn sàng bỏ 20.000 nó tạo nick ảo tính đinh ra. Tạo cái nick ảo ra. Tên tính đinh nhá các chị nhá. Sẵn sàng nó bỏ 20.000 tại vì biết, nó biết cái quy cách mua hàng nhà em. Đơn trên 400 là phải cọc cạc. Nó sẵn sàng nó bỏ 20.000 nó vứt đi luôn, nó bom tiếp theo 3 đơn hàng. Sợ thật các chị ơi, em sợ thật, em chưa từng gặp luôn các chị ơi, em kinh tởm cái loại người này luôn á, kinh tởm luôn. Thích thì gọi như là người thật việc thật, thích thì đã ra đối thẳng mặt với nhau luôn. Em không phải nói chuyện mất dạy đâu, riêng cái con này đúng không? Em nói thật, nó mà gần em hay như gì, em nói thật với chị, nó cho em thuê giang hồ đến tận nơi để đập vào mặt nó luôn. Đến tận nơi để đập vào mặt nó luôn, sẵn sàng thuê giang hồ đến để đập luôn. Để em xem dò địa chỉ con này xem ở đâu, để em dò địa chỉ của nó xem ở đâu. Má điên máu lắm con đồ. Nó vào nó phá, mất dạy ghê luôn. Còn thêm một cái con là con Nhung Nguyễn nữa. 3 đơn liền luôn rồi. Đúng rồi, nó cố tình á chị ơi, cố tình chứ còn gì nữa. Chả có trục trặc gì hết luôn các chị ơi, chả có trục trặc gì hết luôn. Cái bà này á, là bà ấy tên là đầu tiên là Nguyễn Ngô. Bà đến mua nhà em chắc phải đến gần 10 đơn hàng là bà có nhận rồi. Nhưng mà tự nhiên từ cái đơn bom là bom hoài luôn. Không phải là bà này bà bom em từ cái đơn hàng đầu tiên, mà bà đã mua hàng nhà em gần 10 đơn hàng rồi, là có nhận hàng rồi. Xong bắt đầu tự nhiên là bom hàng. Các chị biết đầu tiên là bà bom một đơn, em vẫn bán hàng cho bà ấy. Tại vì em kiểm tra bà này nhận hàng rất là đàng hoàng luôn. Nhưng mà tự nhiên nó bom em mới bắt đầu em nói. Chứ còn không em nói làm gì. Em đâu có rảnh hơi dữ vậy các chị. Eo ơi, thôi các chị ơi, kinh tởm. Chị thấy mà cứ nên sai 40 cân là chị đã nghi ngờ rồi. Nhìn số điện thoại y chang luôn, không lệch đi đâu phát nào. May sao tỉnh đòn. Đây là chị Trần Nguyệt này, chắc chị biết này. Chị Trần Nguyệt là ngày nào chị xem live em ấy đấy, chắc chị biết này. Bà Nguyễn Ngô này, chị Trần Nguyệt biết đúng không? Tạo bao nhiêu cái nick ảo để vào bom hàng luôn, kinh khủng khiếp luôn. Các chị đừng có nói, các chị đừng có nói là bà có trục trặc gì. Vì chính bưu tá người ta gọi điện cho em, người ta còn nói bà thế nào. Ủa chị tại sao mà shop chị kiểu gì kỳ cục vậy. Bà này bà bom chị cả đến gần chục đơn hàng, sao chị cứ bận bán. Tại vì các chị biết sao, nhiều khi nó đổi cái nick Facebook á, mình không để ý á. Em nói bưu tá là ủa vậy các cái shop khác. Thế chị này chị có bom hàng không? Bưu tá kêu là bom bây giờ bom về đây gần 30 đơn luôn. Ví dụ như shop chỉ là 5-6 đơn, có các shop khác cũng đến mười mấy gần 20 đơn luôn. Các chị thấy có khủng khiếp không? Em không hiểu tại sao người ta phải làm vậy các chị ơi. Cũng là con người mà không biết làm sao để làm vậy. Đâu phải bom shop em không đâu. Shop khác cũng vẫn cứ bom bình thường vậy.
coi chắc chỉ đi đặt cho vui thôi, xong là bom hàng vậy thôi. Nó còn bỏ cả tiền nó để mà nó bom hàng đó, chị thử nghĩ thôi sao mà tránh được. Bỏ luôn ra, có một cái bộ này bỏ luôn ra. Nó vừa chốt xong á. Bộ này này, bộ đôi giày này. Tên là gì ta? Vincherry. Vincherry à? Vừa chốt một đôi giày được, thôi cho mẹ. Chẳng đời nay mình đâu có tìm được đâu. Trời ơi, thật là ghê tởm quá chị ạ. Thật là ghê tởm với những cái con người như thế này luôn, phát khiếp luôn. Nó quỳ vái và lạy. Rồi mẫu này dùm em, chị nào lấy chốt dùm em nhá. Áo này của em nó là áo hàng cao cấp mọi người ơi. Áo này của em nó là áo hàng cao cấp, vô cùng là xịn luôn. Hai bên của nó là có rút cái dây hai bên cho em, các chị nhìn cho em này. Hai bên của em là rút dây hai bên, hàng cao cấp nha, chứ không so sánh với hàng thường dùm em. Form này các chị chốt cho em từ 28 cân đổ lên cho đến 43 cân đổ lại. Em bao vừa 45 cân đổ lại đi. 28 cân đổ lên cho đến 45 cân đổ lại em bao vừa. Có dép bé chưa, nhưng bây giờ em hết đúng còn đủ size. Cái này chị lên comment là A1 kèm size, kèm màu và đấy giúp em nhá. Kỷ niệm cho chị giá là 49.000 là một áo. Hàng này là hàng cao cấp, không so sánh với hàng thường dùm em. A1 kèm cho màu hồng đậm là 1 này. Màu hồng nhạt là 2 này. Màu xanh chuối là 3 này. Màu xanh là 4 này. Và màu cam cho em là 5 nhé, màu cam cho em là 5, hết hàng rồi còn mấy cái thôi. 49.000 là một cái, mua cái áo này về cho em cảm nhận về chất cho em, không đẹp không lấy tiền cho chị luôn. Toàn bộ là may viền hết toàn bộ luôn này, cái này em để lại 3 cái, 4 cái em mặc luôn nữa chị. Chị kim 5 em không có zoom bell 8 cân đâu chị ơi, zoom em chỉ có từ 15 cân cho đến 23 cân thôi chị ạ. Rồi chị nào lấy lên comment là A1 và kèm màu zoom em nhé, A1 kèm màu zoom em. 49.000 là một áo hàng cao cấp nha, 49.000 thôi. Chị nào mình chưa chia sẻ livestream thì mình nhấn cái nút chia sẻ livestream cùng em nhé. A1 và kèm mà. A1 kèm màu với em. Cái mẫu này em lên em tặng nốt cho mũi nhá. Ê cái này có cả màu kem nữa các chị này. Nó có cả màu kem nữa nhá, có cả màu kem cho em nữa. Màu kem và màu hồng nhạt nữa mọi người. Nào lấy chốt. Chấm bài tương tác lên giùm em với mọi người ơi, chấm bài tương tác lên giùm em với nào. Mai sẽ tự nhiên Mai sẽ sử dụng lịch ảo tiếp một món hàng. Cứ lấy họ đinh với hồng ngô ngô, với đinh đinh với ngô, lót với chữ khác gì hồng. Thế vậy đấy là chẳng qua là nó, chẳng qua là nó lấy số điện thoại cũ, em bảo biết bây giờ nó chơi mình mà nó lấy số điện thoại mới làm sao mà mình ấy được. Rồi mẫu này dùm em các chị ơi, 35 cân đổ lên cho đến 55 cân đổ lại vừa nhá, 35 đến 55 cân đổ lại vừa này. Cái này em tặng nốt cho các chị giá là vừa bán vừa tặng nốt nha, 39.000 đồng một bộ chị ơi, 39.000 đồng một bộ nốt luôn đi. 39.000 này, C bao nhiêu mày? C25 nhé, chị nói C25, chốt C25 dùm em. Chốt xong đơn chưa? Có mấy đơn nữa. Thôi nào chốt nốt thì đưa chị đi. Chị nào này C25, comment là C25 và kèm cân nặng 35 cân đến 55 cân. Kỷ niệm là 39.000 đồng một bộ dùm em. A1 cho chị Ngọc Bích Nguyễn là ok chị này. Ngọc Bích Nguyễn này. Hai bộ C25 cho chị Nguyễn Trang này. Ê chết cha, chị Nguyễn Trang này có một màu đấy chị ơi. Cái này có một màu à chị? Một màu thôi. Chị Nguyễn Anh 45 cân, ok chị Nguyễn Anh. 39.000 đồng một bộ nốt nhá. Nguyễn Anh. Ok em lấy chị một bộ thôi, tí em lên màu khác cho chị chốt. Chị Thùy Linh Phan Nguyễn ok. Ok chị lấy một bộ à? Thùy Linh Phan Nguyễn này. Mấy cái con đấy phải gọi như là thuê giang hồ, hay là mấy người gọi như là đến cho gọi như là vả, cho gọi như là vỡ mồm, vỡ gãy hết răng luôn á, thì lần sau mới gọi như là hết cái kiểu đi sang mồm. Các chị thấy coi mấy cái vụ trên mạng không? Nhiều mẹ mà bom hàng nhiều quá người ta tức đến không? Người ta đến tận nhà người ta đập cho gọi như là gãy răng luôn, các chị thấy không? Mấy cái loại đấy con em nói thật với các chị luôn, bị ăn đánh cũng không ngoan luôn. Bị ăn đánh không ngoan một tí nào luôn á. Mất nét thật luôn, sợ thật luôn. Rồi cái này của em nó có mấy hình nhá, nếu mà chị nào lấy hai bộ thì em cho hai hình nha mọi người. Nó có cả hình này nhưng mà cái này nó có một hai hình thôi. Hình mèo Hello Kitty cho em này. Ê nó có khác khác. Nó khác 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 hình nha, chị nào lấy hai bộ cho hai màu này. Cái này chị lên comment là C26 39.000 là một bộ luôn. Có đồ tôn không chị ơi? Không có đâu chị, chính cha em bán đồ tôn đâu chị ơi. Nhà em không bán đồ tôn nhá.
Lên comment là C26 giùm em 39.000 là một bộ luôn, đẹp dã man luôn, xả hết chị 39.000 này. 35 cân đổ lên đến 55 cân đổ lại, 60 cân đổ lại cũng vẫn vừa các chị ơi. Tại vì form này nó là form dáng rộng cho em nhá, đẹp vô cùng luôn. C26 39.000. Bác nào lấy chốt giùm em là C26. Mã. Ôi chị Sandy, chị Sandy Nguyễn ơi, cái đấy đâu phải là một mình em đâu, chị bom cả bao nhiêu người luôn các chị ơi. Bom cả bao nhiêu người luôn, là vì do đơn, tại nhiều khi là bom chỗ khác, là nhiều khi người ta không để ý á chị. Bom nhiều shop khác, bây giờ nó đứt Facebook cứ thấy shop nào có đồ nó cứ bom, cứ thấy shop nào có đồ nó đặt đồ xong đến nó bom vậy. Các chị bảo bom nó có mất gì đâu. Nó đặt cho sao một bom, mấy cái người đấy người ta không có sợ khẩu nghiệp đâu các chị ơi. Người ta mà sợ khẩu nghiệp người ta đã không làm như thế rồi. Chị Nguyễn Oanh có 45 cân, chị Nguyễn Oanh ok này. 39.000 đồng một bộ nha, comment dù em là C26 dùm em, nó C26 cứ C26 dùm em. Đẹp lắm mọi người, 39.000 phong to phong đại luôn ạ. Đó, em tặng 39.000 đồng một bộ thôi. Em mà thấy cái bà này, bà chuyên gia mà cứ hay vào hỏi size đồ 40 cân này, em đã thấy nghi ngờ này, còn thấy nick ảo nữa. Này em gọi là nghi ngờ rồi, y rằng luôn, số điện thoại đúng luôn. Rồi, bác nào lấy C26, comment là C26 và kèm cân nặng lên dùm em nhé. Trời ơi, chị Min thôi. Để sử dụng đến cả gần chục cái nick ảo thì làm sao mà để ý được chị. Sử dụng cả gần đến chục cái nick ảo thì làm sao mà để ý nổi chị. Ví dụ như các chị biết là đi số ít thì mình đi số ít thì mình còn để ý được chưa. Bây giờ các chị là một ngày cả đến bao nhiêu đơn hàng làm sao mà em để ý được, và một ngày cả bao nhiêu khách luôn. Nói chung là nó là cố tình chơi mình thì mình không làm, mình không ấy được, không đánh được. Sợ thật luôn đó các chị ơi, sợ thật luôn á. Rồi chị nào lấy chốt giùm em. Các chị muốn lên size lớn size nhỏ thì em lên cho mọi người. Chị nào muốn lên size lớn size nhỏ thì comment em lên cho, giống biết lên cái gì được ta. Có thun tay dài quần dài, em có thun tay dài quần dài 16 cân. Rồi lúc nãy em lên nó chỉ mẫu chút cái chip hình kia, nhưng mà bây giờ là mẫu chip hình này cho em, có chị nhìn cho em đẹp chưa. Hàng của em là hàng cao cấp nha, cái này chị chốt cho em từ 50 cân đổ lên đến 60 cân đổ lại dùm em, có giãn này. Còn form từ 40 đến 50 cân em cũng có luôn, chị nào có nhu cầu thì cứ chốt ha. À, cho chị Nguyễn Trang một bộ ok này. Ok, chị Nguyễn Trang một bộ. Cái này các chị lên comment dùm em là mã chip 95.000. Chip 95.000 và để giúp em không cần kèm cân nặng đâu mọi người. Nếu mà chị nào có điều kiện các chị có thể mua tặng mẹ một set cho em. Mua tặng mẹ một set cho em cũng được. Nói chung là các chị mua đưa cho mẹ 100.000 thì nó chả có ý nghĩa gì. Nhưng mà ví dụ như mình có thể mình mua tặng cho mẹ một set chip ý, thì nói chung là các bà rất là thích luôn. Ví dụ nhiều khi các chị cho mẹ các chị 1 triệu cũng là bình thường, nhưng mà mình mua cho mẹ một set chip hay là một đôi dép gì đó thì nó sẽ thể hiện tấm lòng của mình các chị ạ. Chip 95.000 đồng dùm em nhé. Cốt tông đấy là cốt tông xịn luôn. Hàng nhà em bán thì chị cứ yên tâm mà mua, em không bán hàng vớ vẩn đâu mọi người. Chip này cốt tông chuẩn loại 1 cho mọi người luôn. Comment dùm em là mã chip 95.000 vào đấy dùm em là được. Mẫu em còn có mấy set nữa thôi, hết hàng rồi. Này, còn nhiêu đây nữa này. Chip này em bán lúc nào các chị cũng ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Chip 95.000 mà lấy giúp em. Chị nào mình chưa chia sẻ live stream, mới chỉ nhấn nút chia sẻ live stream lên dùm em nha mọi người. Nhớ là tất cả những chị có đơn thì mình nhắn hết địa chỉ vào phần tin nhắn dùm em nhé. Chip 95.000 ta. Đây chứ bộ cốt tông này. Cái này bộ cốt tông dài tay thì em chỉ có loại này thôi. Dung hoa sau bao nhiêu. Cái này là 40.000 thì Ngọc Nguyễn là 40.000 chứ thôi. Rồi cái này chị lên comment dùm em là mã C27 nha mọi nhá. C27 và kèm cân nặng lên dùm em. Đây bộ này cho em là tay dài quần dài chất cốt tông xịn luôn này. Hàng này bữa nay em xả nốt cho chị, mỗi chị bộ 59.000 đồng một bộ, chị nào lấy chốt này. 59.000 đồng một bộ nốt dùm em. Comment dùm em là C27 và kèm cân nặng lên dùm em. Form này mọi người chốt cho em 22 cân đổ lại dùm em nhá. 22 cân đổ lại dùm em. C27 8 cân cho đến 2 8 cân đổ lên cho đến 22 23 cân đổ lại đều vừa. Chốt đi mọi người, like ít mạ nó nghỉ thế mọi người, chả lên được comment nữa rồi.
C27 dùm em nhé. Chị nói C27 chốt C27 dùm em. 59k một bộ dùm em. C27 có chị nào chốt nữa không mọi người, xong ngồi im đấy, không ai comment gì hết luôn về trời. Ai comment gì hết luôn vậy trời. Rồi mẫu này em lên cho chị thêm một mẫu dép nữa nha mọi người nha. Lên chị thêm một mẫu dép nữa này. Mẫu này còn mấy đôi nữa nào lấy chốt này. Nó có màu hồng và màu vàng cho em. Màu hồng và màu vàng này. Chỉ còn đúng size 37 và size 38 thôi. Các chị chấm chấm lên dùm em cái mọi người. Chấm chấm lên dùm em cái. Không có thì em nghỉ like rồi mọi người. Like xong mã dép em nghỉ like đi. Chẳng có ai comment cái gì luôn. Không có cái comment chấm bài luôn ạ. Cái ẩn comment không mà sao không có cái comment chấm bài nó luôn. Cái này nhá mọi người nhá, em còn size 37 và size 38 này. Nó có màu hồng cho em là màu vàng là 2 này. Cái này không chọn màu nữa đâu mọi người, tại vì màu nào cũng đẹp luôn. Cái này em tặng bạn, bán vừa tặng tri ân luôn nhá mọi nhá. Cho mỗi chị một đôi dép này cho em với giá là 89.000 là một đôi hàng cao cấp này, 89.000 là một đôi nhá. Mẫu này mọi người lên comment dùm em là mã C20 nhá. C27 đi mọi người ơi. Chị nào đấy C27 comment dùm em là C27 kèm size dùm em nhá. 37 và 38 giá là 89.000 là một đôi. Hàng này các chị mua bên ngoài cho em bèo nhất phải 180.000 là một đôi chứ. Bèo nhất cũng phải 180.000 là một đôi. Em kỷ niệm cho là 89.000 là một đôi. Nhìn cho em này, các chị nhìn cho em đẹp chưa? Đó. Xinh vô cùng luôn các chị ơi. Đi này nó có cái nơ đẹp vô cùng luôn. $89.000 là một đôi nha mọi người. Comment giúp em là C27 nha mọi người nha. C27 rồi giúp em. Nhớ là tất cả những chị có đơn mình nhắn hết địa chỉ vào phần tin nhắn giúp em. Đây màu hồng cũng đẹp này. Các chị này màu hồng cũng đẹp này. Màu hồng cũng đẹp và màu vàng cũng đẹp luôn. Eo ơi lúc thì lên dép và chị tranh nhau chốt. Lúc thì lên dép không ai bảo sao luôn. Lúc thì lên dép không ai bảo sao luôn. Ngày hôm qua các chị chốt hết còn mấy đôi nè. Không lên mấy cài kẹp vớ bẩn là nghỉ lại đi, không lên quần áo đâu. Lên mấy cài kẹp vớ bẩn là ai chốt thì chốt thôi. Lúc thì lên chốt nhưng mà ai bảo sao. Rồi lên mấy cài kẹp vớ bẩn là nghỉ lại luôn đây mọi người ơi. Anh ơi cái bấm ghim đâu rồi? Sao mà cứ đem ra đấy vậy trời? Thì cái bấm ghi. Đây rồi cha nội ơi. Mọi người tương tác bài lên dùm em cái để em like thêm vài mẫu nữa để em nghỉ cho mọi người. Ngồi im luôn, ai bảo sao luôn. Ngồi im luôn à. Cái này dùm em nhá, 19.000 đồng một set cho em 10 cái luôn nè mọi người. 19.000 đồng cho em một set 10 cái luôn. Chị nào lấy kẹp nơ 19, comment là kẹp nơ 19.000 dùm em. Kẹp nơ 19.000 dùm em nhá, tất cả nó có 10 cái luôn này đó. Chị nào chưa được thì mình chốt. Còn mấy set nó là hết rồi. Mang mấy cái đồ này cho nó nhẹ nhẹ đi. Kẹp nơ cho chị Ngọc Trang này. 19.000 đồng một set kèm giá tiền lên dùm em. Ngọc Trang kẹp nơ. Vũ Mạnh kẹp nơ ok này. Có chị nào lấy khẩu trang bé không? Mọi người khẩu trang bé còn có mấy hộp nữa? 19.000 đồng một hộp á. Kẹp nơ ok cho chị Vũ Mạnh này. Chị Loan Đặng này. Xinh quá à, trời ơi, cái này kẹp nên đẹp cực kỳ nha mọi người. Loan Đặng kẹp nơ này. Ok. Kẹp nơ 19.000 đồng đấy giúp em. Bán mấy cái này cho nó vui vui các chị ơi, thiệt bán là đỡ buồn thôi chứ mà. Đây cái này còn mấy set nữa này mọi người, hôm qua thì tranh nhau trong đơn một này cứ phải xả ra chán thế. Một set của nó là 2 cái cho em là 15.000 đồng một set này, comment dùm em là mã.
Con em dùm em nó kẹp 15k dùm em nhé. Kẹp 15k dùm em. 15.000 cho em được hai cái, nó xinh yêu dã man rồi các chị ơi. Đeo này lên nhìn ý như kiểu Hoàn Châu cách cách ấy các chị nhỉ. Đeo này lên cho con như kiểu Hoàn Châu cách cách, xinh quá trời. Nó 15.000 cho còn 4 set nữa thôi. Comment dùm em nó kẹp, kẹp 15k dùm em. Có hai cái tua tua rất là đẹp, hai cái là 15.000. Cho em coi bộ Mickey chị Bùi Huyền đó, cái đấy là 20-30 cân vừa đấy chị ơi. Giá là 55.000 nha. 20-30 cân vừa. Ôi các chị ơi, cái này toàn hàng đẹp không, mọi người kẹp lông cho em này, xinh chưa, xịn chưa. Kẹp 15k chị Ngọc Bích Nguyễn này, đẹp quá trời đẹp luôn. Bán này nó vui vui hay hay. Chị Ngọc Bích Nguyễn có ok này. Cái này chị lên comment dùm em này mọi người. Đẹp chưa, bằng lông nha. Hàng xịn mọi người, lông này. Đó, bằng lông này. Cái này một set của nó là hai cái cho em. Một set là hai cái. Thôi 10k này mọi người, tặng nó chỉ 10k luôn mọi người. Cái này vốn vào là 10.500 rồi, thôi tặng luôn 10.000 đi. Comment dùm em là mã kẹp 10k và giúp em nhé, kèm luôn cái giá tiền dùm em. Chị nào đấy kẹp 10k, comment là kẹp 10k, 10.000 đồng được hai cái kẹp lông cho em, rất là xịn luôn mọi người. Kẹp 10k dùm em, bán cho vui. Kẹp lông cho chị Loan Đặng này. Kẹp lông chị Loan Đặng ok này. Ok chị Bùi Huyền. Chị Bùi Huyền ấy lấy hai, chị lấy hai mẫu hay một mẫu chị Bùi Huyền? Chị Bùi Huyền lấy hai mẫu hay một mẫu? Kẹp lông cho chị Loan Đặng có này. Kẹp cho chị Ngọc Bích Nguyễn này. Cho em bán mấy cái này em rất mê, nên là vui vui nhá. Cho chị Huỳnh Đen này. Huỳnh Đen này. Bốn màu hồng á, bốn màu hồng hai mẫu á, bốn màu hồng trùng mẫu sao? Cái đấy không chọn màu được đâu chị ơi, chọn màu không được đâu, cái đấy chọn màu bó tay. Ui dồi, màu nào cũng đẹp, lấy đại đi các chị ơi. Thiệt, nó lấy đại giùm em đi, chọn 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 màu, biết màu nào đâu, chốt chị lấy đại đi, mọi người nó la lá giống nhau à. Lên số điện thoại giùm em đi chị. Cái này em còn có 3 set nữa này mọi người này. Đây là còn 3 set nữa này. Nhìn gen này gồm cho một cái cột, một cái nơ này, một cái kẹp nhỏ này. Cái này là 8k nhé. 8k một set hai cái luôn. Nên comment dùm em là 8k và kèm số lượng lên dùm em. Lấy em 4 màu 2 mẫu. Rồi ok chị Bùi Huyền. Chị Bùi Huyền nhắn tin địa chỉ vào phần tin nhắn dùm em đi. Chị ơi tí em lấy cho. Chị Bùi Huyền này cho số điện thoại không có đúng hay sao quá chị ơi. Cho số điện thoại không đúng hay sao, bấm nó không ăn vào là không không đúng số điện thoại rồi. Cái này là 8k, chị này 8k, chốt 8k rồi đấy giúp em này. 8.000 rồi đấy giúp em. Pyjama 55.000 chị ơi, chả biết cho hỏi pyjama nào mà chốt nữa cơ. Cái này cho em mọi người hai cái là 12.000 nha, comment là 12.000 và 12k kèm số lượng lên giùm em. 12.000 đồng được hai cái cho em, xinh dã man thôi. 12.000 hai cái nha. 12.000 đồng hai cái. Khẩu trang bé có 19.000 đồng một set hàng xịn chứ, 19.000 10 cái luôn. 19.000 đồng là 10 cái luôn. Cái này comment đại giúp em là mã nơ 19.000 nha, tặng cho mỗi chị một set này cho em 1 2 3 4 5 set luôn 19.000 nha. Này bán cho vui thôi mọi người. Bán cho vui này, còn mấy set nữa bác nào lấy chốt giùm em. Comment dùm em là kẹp nơ 19.000, nó có mấy hình không chọn hình đâu, 19k thôi. 19k, 19k vào đấy giúp em. Chị nào có đơn nhớ nhắn tin địa chỉ ở phần tin nhắn dùm em nha. Thiệt, bán cho chị mấy cái này, có thể bán cho đỡ buồn nữa chị. Bán cho đỡ buồn nữa. Rồi, có chị nào chốt gì nữa không? Có bà nào chốt gì nữa không? Nhận hàng rồi, đồ đẹp lắm. Em cảm ơn chị Phan Giang nhiều nha.
cái gì vậy ta? Đây này chị Bùi Huyền ơi, cái mẫu chị ấy là làm mẫu này này, nó có hai hình nha. Đây nè, nhắn luôn địa chỉ ở phần tin nhắn giùm em. Đây cái mẫu chị lựa đây, nó là mẫu này, này đẹp vô cùng, nó là màu nào nó cũng đẹp luôn. Đó, giá là 55.000, từ 20-30 cân đổ lại. 20-30 cân đổ lại em bao một cái mẫu này, nó là mẫu, cái này nó là mẫu C6 chị ơi. C6 nhá, C6 với C7, C6 là mẫu này, còn C7 là hình kia, hai hình luôn. Nó rất là đẹp luôn, 55.000 một bộ thôi. Em ở thành phố Hồ Chí Minh chị ơi. Thiệt ra các chị muốn biết em ở đâu rõ ràng địa chỉ, mọi người vào fanpage của em mà tham khảo mọi người. Trước khi mình mua hàng, em đấy là em nói thật luôn, trước khi mà mình muốn mua hàng của một cái shop nào để xem là shop người ta là có uy tín hay không thì mình sẽ vào cái trang chính chủ của người ta để mình mà mình xem. Em nói thật các không biết các chị làm sao chứ em mà nói chung là em mà đã mua hàng nhà ai đúng không? Ví dụ em mà lần đầu mua hàng thì tại sao mà người ta có cái trang fanpage, sao các chị cũng vào mà xem mà các chị cứ hỏi em ở đâu làm gì? Đúng không? Em là có đầy đủ nhà, địa chỉ của em, nhà cửa, đường nào hay là ở đâu thì em có rõ ràng luôn. Chứ còn em là bán uy tín rõ ràng thôi, chứ không phải là em vào đấy mà các chị không có gì đâu thì các chị lên like các chị hỏi. Nhiều chị thiệt hỏi đến 10 lần luôn á. Nên tại sao người ta có trang chính chủ, sao chị không vào các chị xem, em có bán trên hội nhóm đâu. Xem là ở cái trang này nó có uy tín hay không. Người ta đang, ví dụ như vào thử xem là ở cái trang này nó đã hoạt động lâu chưa, nó có uy tín hay không thì mình hẵng đặt. Còn ví dụ như vào trang mà cảm thấy không tin tưởng thì các chị đừng đặt hàng. Thay vì cái thời gian mà các chị hỏi ý mọi người, thay vì cái thời gian các chị hỏi, các chị vào đấy các chị xem cho nhanh mọi người ạ. Đỡ phải hỏi làm gì cho mất công các chị ơi. Mình vào mình xem độ uy tín của người ta là có uy tín để cho mình đặt niềm tin để mình mua hàng không. Đấy là em nói thật luôn chứ em có ý gì hết mà em nói thật. 4 màu 2 mẫu rô, cái chị Bùi Huyền này lấy luôn cho. C6 và C7. Để em nhặt luôn cho em quên não, cáo vàng lắm. Mỗi lần em bảo lấy cho chị sao em toàn quên, không đợi em tí. Vàng. Còn màu vàng có một thì tôi màu hồng. Còn em nói thật với các chị luôn chứ để mà nói về độ uy tín á, nhà em uy tín có thừa các chị ơi. Nhà em nó uy tín có thừa luôn rồi. Em còn dư cái uy tín để tạo niềm tin cho các chị xem là có đặt hàng hay không. Em chỉ sợ các chị mua hàng một lần các chị nghiện em, các chị quay lại mua nhiều lần thôi, tốn tiền các chị thôi. Để mà hàng xấu thì nhà em không bao giờ bán đồ xấu chị ơi. Không bao giờ em bán đồ xấu. Rồi đây nha, 4 bộ cho chị Bùi Huyền nha. Bùi Huyền nhắn luôn địa chỉ ở phần tin nhắn giùm em để cho nhân viên ngày mai nhân viên chốt đơn. 4 bộ nhân 5 năm này, đây này. 4 bộ nha. Chị Võ Hồng này, C6 3 bộ 24 cân. 3 bộ 24 cân, 3 bộ 30 cân. Chị Võ Hương. Ok chị Võ Hương vào nhắn luôn địa chỉ ở phần tin nhắn giùm em đi chị Võ Hương ơi. Còn tay dài quần dài C6 C7 không có gì hình đen ạ. Chị Nguyễn Thị Nga 2 bộ C7 30 cân ok này. Dép bé trai size 38 còn không em, còn thì thị trường ăn lương ơi. Nguyễn Thị Nga có này, chị Nguyễn Thị Nga vào nhắn luôn địa chỉ ở phần tin nhắn giùm em. Em nhận hồi sáng rồi chị. Em nhận đồ hồi sáng rồi chị, hàng ok không chị ơi? Cho em xin feedback nào. Đó, đẹp vô cùng luôn, 55.000 một bộ cho mọi người. Đẹp xuất sắc. Đây khẩu trang bé cái còn có mấy hộp à. Cái mẫu này em nói thật với mọi người luôn là em không quan tâm là ai bán giá rẻ hơn em hay là mắc hơn em không quan tâm. Nhưng em chỉ quan tâm hàng của nhà em là hàng chuẩn, hàng 4D luôn, hàng cao cấp luôn. Các chị nhìn cho em là em không có bỏ mẫu đâu, chị tin tưởng thì mọi người mua thôi. Đây cái mẫu của nó bên trong cái khẩu trang nó y như thế này luôn. Có đầy đủ các kháng khuẩn đồ này kia là có đầy đủ hết luôn. 19.000 đồng một hộp 10 cái nhá. Chị nào lấy mã này nên comment là khẩu trang bé 19K KT, comment viết tắt là KT bé nó được rồi. Có đầu đùi bé 30 cân có chị Nguyễn Thị Nga. Rồi chị nào lấy này comment là khẩu trang bé 19.000 đồng một hộp giùm em. Em còn chừng hơn chục hộp này em hết hàng rồi. Cái này thực ra để mà em nói em bán cho mọi người chứ chủ yếu em mua về cho con em dùng là chính thôi. Tại vì mình đi học, cho con đi học với mọi người. Nên là bớt ăn bớt tiêu đó, các chị mua cho con cái khẩu trang hàng cao cấp này về mà dùng cho nó an toàn các chị ạ. Đó, chị nào lấy khẩu trang bé comment là khẩu trang bé nhá, 19.000 đồng một hộp.
Nhìn cái hộp thôi là biết là xịn sò rồi các chị ơi. Nhìn cái hộp thôi là đã biết là xịn sò rồi. Dép bé gái còn không, quan trọng là mẫu nào chị ơi. Chị Bùi Huyền lấy thêm 2 màu nữa. Lấy thêm 2 bộ 2 màu, biết còn màu không ta. Ok chị Bùi Huyền, để xem là tí còn màu nữa thì em lấy cho. Chị Bùi Huyền ơi, bây giờ chị lên lại số điện thoại dùm em đi, đừng có ấn chấm, ấn một mạch dùm em để em bấm tạo xem nào. Tại vì em thấy nó đang không nhận số điện thoại của chị trên cái bill này này. Thấy nó không nhận số điện thoại, chị comment, chị bấm số điện thoại đừng chấm nhá, đừng chấm dùm em xem nào. Là có đúng số điện thoại không? À, khẩu trang bé 2 hộp, ok chị Võ Hương này. Chị Võ Hương này, bà nhắn luôn địa chỉ vào phần tin nhắn dùm em nhá, không chốt dạo dùm em nha mọi người. Mua thì mua mà không mua thì các chị xem chơi nữa, chứ đừng vào chỗ dạo đi ra mất công mất thời gian đó mọi người. Rồi đến xem là có nhận số điện thoại không. Rồi ok rồi nhá các chị, tại vì em bấm để cho nó lưu luôn. Khẩu trang bé và kèm số điện thoại, chị nào lấy khẩu trang bé chốt khẩu trang bé vào đấy giúp em. Đây thì mẫu size lớn mà nó đùi này, hàng đẹp này, mẫu này em tặng 49.000 đồng một bộ thôi. Đây là 49, cái này nó là mã C11 nhá. Cái này là C11 này. Nào này C11, comment C11. 20 cân đổ lên cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa nhá. 20 cân đổ lên đến 30 cân đổ lại em bao vừa. Đó, comment là C11 dùm em thôi, chắc nghỉ like đi mọi người ơi. Nghỉ like đi, tối bán tối lên tiếp nhá, nghỉ like đi. Bạn khách phải nghỉ like đây. Có gì mà mọi người chưa đủ đơn đi thì tối nay em like mọi người vào dồn đơn tiếp dùm em. C11 dùm em, chị nào lấy C11 chốt C11. Giờ like chẳng có ai chốt mà chung mà like. Lên gỡ được 1-2 người comment. C11 dùm em, rồi em nghỉ like đây. Nhớ là tất cả những chị có đơn thì mình nhắn hết địa chỉ cộng số điện thoại phần tin nhắn dùm em nhá. Còn Cherry Việt Quất chị nào lấy comment là ô mai dùm em 45.000 là một gói nhá. Ô mai dùm em 45.000 là một gói, ăn gọi như là siêu ngon, mọi người ăn siêu ngon cho em luôn. 45.000 là một gói ô mai Cherry Việt Quất. Đó, form này là form to và form nhỏ đâu. Một bộ ok chị Nguyễn Thị Nga C11 này. Nguyễn Thị Nga có C11. Chị nào này ô mai chút ô mai nữa rồi em nghỉ like đây. Rồi cảm ơn mọi người nha, nhiều nha. Nhớ là inbox hết địa chỉ số lại phần tin nhắn giùm em để mọi người à. Làm gì thì làm nha. Rồi em nghỉ like đây, bye bye các chị nha.